Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Quyết Đào, đúng không ạ? Mình là Quyết Đào, admin của Fori Center, là người sáng lập, là CEO của cái dự án Fori Center này, đúng không ạ? Là cộng đồng dropship Việt hiện tại, thì tất cả những cái group liên quan ấy, thì của Fori thì khoảng tầm hơn 30.000 người, đúng không ạ? Đang kinh doanh 13 ngách sản phẩm, 4 lĩnh vực, đúng không ạ? Đấy, thì rất là vui khi mà anh em mình ở trong cái buổi Zoom này, đúng không ạ? Và buổi Zoom này nói các vấn đề liên quan đến dropshipping, đúng không ạ? Dropshipping là gì? Chúng ta sẽ cái lộ trình làm việc trong cái ngày hôm nay, đúng không ạ? Trong cái buổi Zoom này là dropshipping là gì, đúng không ạ? Cái cơ hội và thách thức đối với dropshipping, những cái kỹ năng mà chuẩn bị khi mà làm dropship, đúng không ạ? Thì chúng ta làm cái module đầu tiên nó nhẹ nhàng như thế, đúng không ạ? Để chúng ta hiểu. Còn lại anh em mình mà đã ở trong các cái team digital, team VIP member hoặc là quá trình, đúng không ạ? Thì chúng ta nghe lại. Và thời gian tới thì mình sẽ tập trung rất là nhiều vào trong các cái ngách thường, đúng không ạ? Vì thời gian qua thì mình tập trung vào đội nhóm. Thực tế là như thế này, quan điểm của Fori á là bán hàng ấy, nó là thứ yếu thôi. Sản phẩm nào nó không quan trọng lắm đâu, quan trọng là cách bán, quan trọng là đội nhóm, đúng không ạ? Nên ra là thời gian qua thì mình đã set up quy trình để đào tạo đội VIP member rất là kỹ lưỡng và chuyên sâu, ngày nào cũng dùng gần như là như thế, đúng không ạ? Và cho đến từ ngày hôm nay đến sau này, đúng không ạ, sẽ tập trung hơn nữa vào trong cái nhóm bình thường, đúng không ạ, trong cái nhóm new buy để anh em mình hiểu về dropship, hiểu về kinh doanh, hiểu về sản phẩm, đúng không ạ, và hỗ trợ anh em mình cách tạo ra chuyển đổi trong quá trình làm dropship, đúng không ạ. Đó là một trong những lời hứa của admin và hy vọng rằng sẽ xuất hiện nhiều hơn đối với đội nhóm, đúng không ạ. Thì đấy là cái lộ trình làm việc giống như là cái vấn đề mà trong buổi Zoom này tôi muốn chia sẻ, đúng không ạ. Thì bây giờ, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ làm việc luôn vào trong cái vấn đề là làm dropshipping như thế nào, đúng không ạ, để hiệu quả, rồi là dropshipping là gì. Ok, anh em mình ok không ạ? Anh mình nghe rõ không ạ? Nếu mà không nghe rõ thì báo lại đi nha. Ok, và chúng ta sẽ đến với cái module, đúng không ạ, Zoom dropshipping thực chiến. Đây là cái bài học gần như là các cái vấn đề vỡ lòng ở các cái team khác, đúng không ạ? Thì có thể là bạn sẽ cần phải mất phí, đúng không ạ? Đấy, để học, đúng không ạ, về dropshipping. Đúng không ạ? Như ở trong Fori thì có những cái hướng dẫn rồi, đúng không ạ? Khi mà mọi người tham gia vào cộng đồng Fori thì mọi người được tham gia vào những cái nhóm tổng, đúng không ạ? Những cái nhóm tổng sẽ có những cái số ở phía trước, đúng không ạ? Giới thiệu thông qua về Fori Center thì có nhóm ở trong nhóm Zalo, đúng không ạ? Có cái số ở phía trước thì đây là cái team tổng. Trong team tổng này á, trong những cái nhóm tổng này thì sẽ có những cái bài hướng dẫn ở đây ạ, đúng không ạ? Ví dụ như quy trình dropship với Fori Center này, video hướng dẫn này, đúng không ạ? Rồi là cái hướng dẫn new buy. Thì ở đây là cái đầu tiên là hướng dẫn new buy đấy, thì mình click vào để mình đọc, đúng không ạ? Đọc cái hướng dẫn. Đấy, đúng không ạ? Việc đầu tiên của một new buy vào đây là làm gì như thế nào, đúng không nào? Đấy, sau đó là xem cái video hướng dẫn, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo là cái quy trình. Bây giờ mình hiểu rồi đấy, về quy trình làm như nào, khi mà có đơn thì làm sao, đúng không ạ? Xác định sản phẩm như thế nào, đúng không ạ? Có đơn thì báo cho cái fanpage nào. Ở đây là toàn bộ cái quy trình ở đây thì gần như nó chứa giá trị như là một cái khóa học, và chỗ này nó free, miễn phí. Khi bước chân vào Fori là bạn đang làm dropship luôn. Chẳng qua là mình cái nhận thức của mình nó không có đủ ấy, để nhận thức được từ đó là những cái vấn đề mình cần phải làm. Và trong cái buổi Zoom này thì tôi sẽ nói rõ hơn, đúng không ạ? Thì dropship đầu tiên, đúng không ạ? Dropshipping là gì? Em mình hãy nên lấy một cái cuốn vở, đúng không ạ? Và một cây bút để chúng ta viết, đúng không ạ? Thì đứng ở cái quan điểm ở đây gồm hai vấn đề. Một là mọi người là dropship, là new buy, là người làm dropship, đúng không ạ? Hai là mọi người đang làm cái vấn đề về cung cấp, đúng không ạ? Nguồn hàng, ta có rất là nhiều nguồn hàng để mình muốn làm, thì ở cái phương diện nào đi chăng nữa thì dropshipping vẫn đang là cơ hội, và bạn sẽ học được những kiến thức để mình triển khai tốt hơn trong cái quá trình mình làm kinh doanh, làm dropship, đúng không ạ, theo hướng của dropshipping, đúng không? Đơn giản dropship là bán hàng không qua, dropshipping là bán hàng không thông qua khâu vận chuyển. Thì đây là cái lý thuyết chính nhé. Đây là cái lý thuyết cứng, đúng không ạ? Dropship là bán hàng không thông qua khâu vận chuyển. Thì bây giờ nếu như mà không có thông qua khâu vận chuyển này ấy, thì nó sẽ như thế nào?
Thì bây giờ mình vào cái chỗ vấn đề về mối quan hệ, đúng không ạ? Mối quan hệ. Mối quan hệ trong gossip. Thì một đấy, đúng không ạ? Một mối hệ thứ nhất, đúng không ạ? Là nhà cung cấp, tức là nguồn hàng, đúng không ạ? Hai á, mối hệ thứ hai đó là dropshipping. Dropshipper có nghĩa là cái người làm, đúng không ạ? Là bạn đấy, đúng không ạ? Trong đây là bạn đấy. Bạn sẽ gọi là dropshipper, đúng không ạ? Nhà cung cấp. Thứ ba đó là shipping, đó là ship, nhà vận chuyển. Thì ba mối hệ trong kinh doanh bình thường, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hình dung được là chúng ta là nhà, chúng ta là người bán hàng, đúng không? Vừa là người nhập hàng, vừa là nhà người marketing, đúng không ạ? Vừa thực hiện cái quy trình vận chuyển đóng gói luôn. Thì chỗ này ấy, dropshipping đơn giản đấy, làm việc bạn là người làm dropship, là làm trung tâm này, đúng không ạ? Đấy, bạn liên hệ với nhà cung cấp và nhà cung cấp ấy, sẽ cho bạn giá và hình ảnh. Đây, nhà cung cấp sẽ cho chúng ta cái giá này, hình ảnh sản phẩm này. Đó, những cái chính sách phải chế độ, đúng không ạ? Sẽ làm công việc đóng gói và ship hàng, đúng không ạ? Gửi ship hàng, đúng không ạ? Gửi hàng, đúng không ạ? Cho chúng ta. Còn bạn ấy, trong cái mối quan hệ này ấy, có một cái nhiệm vụ chính đó là marketing thôi, tập trung vào marketing. Hết, thế thôi, có đơn đặt hàng là được, đúng không ạ? Để xíu nữa tôi sẽ nói một cái quy trình. Đấy, hai cái nhà vận chuyển ở đây là ship hàng. Ship hàng và ship hàng, thu tiền. Thu tiền và chuyển tiền về cho bạn. Thì bạn có thể nhìn thấy ở chỗ này là gần như là bạn là trung tâm và bạn xử lý toàn bộ mọi vấn đề. Nguồn hàng nhà cung cấp, bạn thấy không ạ? Nhà cung cấp chỉ có yêu cái nhiệm vụ là đóng gói và vận chuyển là cái vấn đề lớn nhất, đúng không ạ? Còn thằng vận chuyển là cái vấn đề là thu tiền và ship hàng và thu tiền về cho bạn thôi. Đây là mối quan hệ. Nếu như bạn hình dung cái chỗ này á, đúng không ạ? Là gần như là xong dropshipping là gì rồi đấy. Thì đơn thuần tôi sẽ nói một cái quy trình, đúng không ạ? Quy trình làm dropship. Ok, nhớ mối quan hệ này nhé. Ba mối quan hệ đơn giản thôi, đúng không ạ? Thì cái quy trình là dropship này, khi mà sau khi, đúng không ạ? Sau khi chọn lựa được sản phẩm, đúng không? Đây gọi là bước 1 đi, đúng không ạ? Chia lên bước đi cho nó dễ. Bước 1 này, sau khi mà lựa chọn được sản phẩm nhé, bạn là dropshipper, đúng không ạ? Bạn sẽ tiến hành bước 2 là bạn sẽ tiến hành về marketing, đúng không ạ? Làm sao để có đơn hàng. Khi mà có đơn hàng đấy, bước 3 là có đơn hàng rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ báo về cho nguồn cung cấp. Bước 4 này, lúc này thì nguồn cung cấp phải đóng gói, đúng không ạ? Người cung cấp, nhà cung cấp này, đóng gói và ship hàng, đúng không ạ? Đóng gói và gửi hàng về ship, về gửi hàng cho ship, đúng không ạ? Đóng gói và gửi hàng cho shipper, đúng không ạ? Bước 5, đúng không ạ? Là thu tiền hết, đúng không ạ? Đơn giản thế thôi ạ. Nhưng mà cái chỗ này nó bị vấn đề ở chỗ này, đúng không ạ? Báo đơn về cho nguồn thì cái chỗ này nhau trong cái bước 3 này ấy, thì sẽ có hai dấu cộng. Tức là một đấy là bạn có thể làm dropship liên quan đến cái thương mại điện tử. Thứ hai là bạn có thể dropship qua cái app giao hàng. Đây, đúng rồi, sau khi mà lựa chọn sản phẩm, đúng không? Marketing sau đó là có đơn, đúng không? Có đơn thì bây giờ đơn hàng đó về báo cho nhà cung cấp. Báo kiểu gì? Nhà cung cấp lại chỉ nhận một vấn đề, đó là mã đơn hàng của bạn thôi. Nhà cung cấp ở đây này, đóng gói này, gửi hàng này, dựa trên mã đơn hàng của bạn. Đấy. Thì ngay chỗ này, đúng không ạ? Mình có thể nhận ra vấn đề như thế này này. Cái quan trọng là mình chủ, đúng không ạ? Quan trọng là mình làm chủ được vấn đề về marketing. Thứ hai nữa là mình chọn lựa cái phương pháp marketing. Nếu như mà làm trên sàn thương mại điện tử ấy, đúng không? Mình làm một cái kênh ra đó, thì trên sàn thương mại điện tử này sẽ tự sinh ra, đúng không? Sau khi mà có đơn, có ai mua trên cái kênh Shopee của mình chẳng hạn. Như là Shopee này, đúng không? Như là Sendor này, như là Lazada này, vân vân, đúng không ạ? Thì nó sẽ, ai mà mua hàng ấy, nếu như mà có người mua hàng thì nó sẽ sinh ra mã đơn hàng, đúng không ạ? Mã đơn hàng.
Thì bây giờ á, mình có nhiệm vụ là đưa cái mã đơn hàng này này, đúng không ạ? Cho cái nguồn cung cấp đây, cho nhà cung cấp này, đúng không ạ? Cho nhà cung cấp. Và nhà cung cấp đóng gói đúng cái hàng hóa của mình sẽ báo cho nhà cung cấp cái mã đơn hàng, đúng không ạ? Đóng gói hàng, đúng không ạ? Và dán cái mã đơn hàng này lên thì ship đấy, đúng không ạ? Ship sẽ tới lấy và chuyển cho khách, đúng không? Và cái kênh cái đơn này là đơn của bạn đó, thì lúc này tiền sẽ đổ về ví của bạn là xong. Là cái thứ nhất. Thứ hai là app giao hàng, thì bạn có thể tải cái app về giao hàng tiết kiệm này, đúng không ạ? Tiết kiệm này, đúng không ạ? Giao hàng nhanh này, đúng không ạ? Hay là Viettel Boss này, Viettel này. Admin thì hay dùng giao hàng tiết kiệm, đúng không ạ? Tại vì nó khá là nhanh, đúng không ạ? Nhiều phốt nhưng mà nó nhanh, đúng không ạ? Em bảo nó nhanh và khá là ok, lâu dài thì cũng được, tùy tỉnh, tùy chỗ, tùy nơi mà mình có thể bị cái này bị cái nọ, nhưng mà về căn bản là mình làm với giao hàng tiết kiệm cũng vẫn là ok. Đấy, thì nếu như mà bạn có app, đúng không? Bạn tải về, bạn cài đặt, bạn tự lên đơn luôn. Và cái địa chỉ kho ấy, chỗ này nó liên quan đến một cái gọi là địa chỉ kho. Địa chỉ kho của bạn để trên các kênh sàn và cái app giao hàng đấy, đó là địa chỉ của cái nơi, đúng không ạ? Của nơi mà ship tới nhận đấy, ship tới nhận hàng, ship nhận hàng thì đó là địa chỉ của kho thôi, đúng không địa kho hàng. Chứ nếu như bạn mà để địa chỉ ở nhà bạn đấy là bó tay luôn, ship làm sao mà tới lấy được, đúng không ạ? Thì ngay chỗ này cái quy trình làm dropship là như vậy. Sau khi mà lựa chọn là sản phẩm nhá, mình tiến hành marketing có đơn, đúng không ạ? Có đơn, đúng không ạ? Và marketing nó sẽ gồm marketing ở trên kênh thương mại điện tử này, có thể là Sendor, có thể Shopee, có thể là Lazada, đúng không ạ? Nếu như mà có đơn này ấy, thì nó sẽ sinh ra một cái mã gọi là mã vận đơn, đúng không ạ? Mã đơn hàng. Nếu như mà có mã đơn hàng thì bạn sẽ gửi cho nhà cung cấp và nhà cung cấp đóng gói, đúng không ạ? Đấy. Thì lúc này gửi cho nhà cung cấp những cái gì ạ? Một là mã đơn hàng, hai là nói về sản phẩm của mình cần gói, đúng không ạ? Ba là chuyển khoản, đúng không ạ? Chuyển khoản cho cái nhà cung cấp này, đúng không ạ? Thì cái quá trình mà làm dropship đấy thì bạn cần phải chuyển khoản trước, đúng không? Sau đó là nhà cung cấp sẽ đóng gói, đúng không ạ? Thì lúc này sẽ xảy ra một cái vấn đề là ví dụ như là những cái rủi ro này, rủi ro trong quá trình làm này, đúng không ạ? Một đấy là ví dụ như là bạn lựa chọn nhà cung cấp nó không có uy tín, đúng không ạ? Thiếu uy tín, đúng không ạ? Có thể là bạn chuyển khoản đấy, khoản đúng không, nhưng mà nhà cung cấp nó không gói, đúng không ạ? Không gói hàng, không gói hàng và lấy luôn, ăn luôn, coi như là bị scam, đúng không ạ? Coi như là xong, đúng không? Nếu như mà 100-200 ngàn thì cũng chẳng, đúng không, cũng chẳng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự gì được, thôi coi như là mất. Thì nếu như mà đen thì bị dính thôi, đúng không? Thứ hai nữa là nếu như mà làm dropship thì có những cái vấn đề là không, mình không phải là người á, mình không phải là người trực tiếp cầm hàng, nên ra nhiều khi mà ship đến tay khách hàng mình không biết được lỗi của cái sản phẩm đấy như thế nào, đúng không ạ? Rồi là mình cũng không biết là lỗi do ai, do kho hay là do khách hàng. Có nhiều cái pha mà mình đứng ở giữa nên nhiều khi mình phải chịu thiệt. Căn bản là chỗ này á, gần như cái hai cái chỗ này mình xử lý như nhà như thế nào. Một đấy là mình phải chọn cái kho uy tín rồi, cái xử lý ở chỗ này là chọn được cái kho uy tín, đúng không ạ? Chọn kho uy tín đó. Rồi admin làm hơn 1 năm rồi, đúng không ạ? Về dropship ở trong Forex Center chưa có bất cứ một cái chỗ nào lăn tăn về chỗ lên vấn đề tiền này, tại vì mình có kế toán riêng, đúng không ạ? Đối với làm việc với Forex Center, tất cả cái này có kế toán riêng hết, và mọi vấn đề liên quan đến tiền nong là bạn sẽ được trả, hoàn trả đầy đủ, đúng không ạ? Ví dụ như là một số vấn đề liên quan, đúng không ạ? Đây là những cái rủi ro mà mình cảm thấy là lớn nhất và mọi người thường gặp phải, đúng không? Còn lại á thì một số những cái vấn đề liên quan là ví dụ như là trong làm dropship ấy, dropship đúng không? Nếu mà bom hàng đấy, vấn đề về bom hàng tức là khách không nhận đấy, khách không nhận thì mình có bị mất tiền hay không? Đối với một số nền tảng dropship nhá, người khác ấy, bạn không bán được hàng giống như ngày xưa của năng net sale chẳng hạn, đúng không? Nếu là net sale thì bạn sẽ bị hoàn cái hàng đó về để bạn tiếp tục bán tiếp, nó không có cho lại bạn hoàn tiền. Còn đối với Forex Center ấy, nếu mà không bị bom hàng ấy, sẽ nhận lại hoàn tiền, sẽ hoàn tiền, đúng không ạ? Và hoàn tiền này nếu như cái đơn đấy, nếu như đơn đơn hoàn bị mất phí ship thì đúng không ạ, thì sẽ tiền hoàn đấy, tiền hoàn sẽ bằng tiền sản phẩm đấy, bằng tiền drop ship cái sản phẩm đó, tiền drop ship trừ đi phí ship, thì trừ đi tiền ship là bằng cái tiền nhận về, đúng không? Bằng tiền nhận về tức là bằng tiền hoàn, đúng không? Đấy, nếu mình bom ở trong Fori nhá, khách không nhận hàng trong Fori thì bạn sẽ được hoàn tiền, đúng không nào?
thì chỗ này rất là tuyệt vời. Đúng không? Nếu như mà anh mình làm Shopee đúng không? Shopee thì hoàn tiền không bị mất phí chẳng hạn, thì mình cứ thế một PR thôi, đúng không? Cứ thế một quảng bá thôi, chẳng bị mất gì. Thì cái lợi ích ở chỗ này, lợi ích khi làm dropship. Bạn cứ tính tưởng tượng là như thế này nhá, đúng không ạ? Khi mà mình làm một cái quá trình kinh doanh, mình đấy, đây học nói về cái quá trình kinh doanh trước. Đấy, một cái quy trình, một cái vấn đề liên quan đến kinh doanh đúng không ạ? Một hoạt động kinh doanh thực tế là bạn cần phải như thế này này, những cái chi phí mà mình bị mất đấy, chi phí bị mất đấy, bị mất đúng không, thì đầu tiên đó là mình phải mất tiền ôm hàng là chắc chắn rồi, vốn nhập hàng đúng không? Béo nhất bây giờ phải cả 100 triệu, hoặc là béo phải 50 triệu thì bắt đầu mới khởi nghiệp được, gọi là ok nhé. Còn lại 10, 20 triệu, 5 triệu thì bạn thử sức tôi không nói đúng không, chắc chắn là bị mất tiền, cỡ nào cũng bị mất rồi. Nếu như mà cô đang nói là hoạt động kinh doanh ok đấy, là mình mất vốn nhập hàng, thứ hai là mất tiền mặt bằng không nào, nếu mà mở mặt bằng ra thì mất mất tiền set up cửa hàng, bèo nhất cũng phải vài chục triệu, tiền mua tủ tạ bàn ghế đúng không ạ, cái chi phí khi mà ra làm shop đúng không ạ, làm shop sau đó là tiền thuế này, mình phải mất tiền nhân viên này nếu có này, sau đó là tiền làm marketing này đúng không ạ, rủi ro khi mà vấn đề mất mát hàng hóa này, mất hàng này, sau đó là mình phải lo các vấn đề liên quan đến vấn đề ship này, liên quan đến vấn đề chế độ này, liên quan đến các vấn đề về tồn kho này, tồn kho mình phải có chỗ nơi mình để này, vân vân. Tại vì hiện tại tới bây giờ tôi đã có khoảng tầm 3 cái shop offline rồi, 4 cái shop offline rồi đúng không ạ, nếu hai cái dịch vụ nữa thì tôi có tổng cộng là khoảng tầm mở 5 cái dự án, 6 cái dự án rồi, nên ra là cực kỳ nhiều chi phí, đụng đấy là mất tiền đúng không ạ, vừa mở cái văn phòng thôi, riêng cái hệ thống máy tính là mất khoảng 5-70 triệu rồi, chưa cần phải làm gì hết đúng không ạ, máy tính thôi đúng không ạ, chưa cần tiền nhân viên thôi là khủng khiếp, thiết bị nhân viên máy móc. Thì đây trong hoạt động kinh doanh bình thường thì khi mà làm dropship ấy, thì mình chỉ cần tập trung duy nhất một thứ thôi, một là chi phí rất là ít đầu, ít đúng không, chi phí khởi đầu cực ít luôn, là như có mất mát cái gì đâu, chỉ cần tập trung đúng cái chỗ này này, bạn chẳng phải đầu tư cái gì nhiều, là marketing. Đây là cái vấn đề lớn nhất. Đây tôi đang nói là một cái người bình thường nha. Còn lại nếu mà anh mình có thể mất những cái chi phí như mua máy tính này để làm nhiều hơn này, đúng không ạ? Thì mua các cái phần mềm này thì cái đó cũng đáng bao nhiêu hết. Mà bạn muốn làm thành công bạn phải 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 đầu tư những cái cơ bản như vậy, đúng không? Chi phí khởi đầu rất là ít, gần như là không luôn, có thể là bằng không luôn, có thể là bằng không. Tại vì như thế này đơn giản, nếu như nhá, bạn chọn những cái nét đơn giản như là túi xách, như là phụ kiện điện thoại, một cái dây cáp của nó đúng không, một cái dây cáp của phụ kiện điện thoại, một cái dây cáp của phụ kiện điện thoại nó rơi vào khoảng đâu đó khoảng tầm 30.000, 37.000 chẳng hạn, bạn bán thì 150, bạn lời 100.000 đúng không, là bạn bán rồi, là gần như là không vốn rồi, gần như là bằng không vốn rồi đúng không, chẳng mất mát cái gì hết ở chỗ này luôn, thật sự luôn. Nếu như ở trong đây có bạn Phượng này, bạn khởi nghiệp vốn gần như là không luôn, và bây giờ bạn có rất là nhiều, khá là nhiều thành tựu ở trong vấn đề dropshipping đúng không ạ, chi phí rất là ít. Thứ hai là chỉ cần tập trung vào marketing, không không cần ôm hàng, không cần thuế má, không cần cái gì hết đúng không ạ, chỉ cần tập trung duy nhất là marketing thôi đúng không ạ, không cần phải sập, không cần đóng gói hàng đúng không ạ, không tồn kho đúng không ạ, chẳng sợ tồn kho là do kho nó lo, nhưng mình chỉ cần việc mà bán hàng thôi đúng không ạ, nhiều khi mình còn được than phiền đúng không, bảo ô sao mà kho bữa nay bị hết hàng hay sao mà không có hàng như tôi bán đúng không, rất là nhiều anh em như Pino này bán hàng nhưng mà hàng kho không còn đúng không? Nhiều khi mà không có nữa đúng không, nên ra là mình vừa được đúng không? Tiền mà mình lại có quyền nói nữa đấy, nên ra là không cần tồn kho đúng không, cũng không cần phải tốn chi phí mặt bằng đúng không, không đúng không, không cả luôn đúng không, nên ra cái lợi ích trong dropship rất là ok đúng không, và cái lợi nhuận đúng không, lợi nhuận cao. Khi mà hiện tại bây giờ ấy, cái chế độ cho dropshipping cho những cái bạn làm dropshipping ở Việt Nam hiện tại thì rất là ok. Cái giá dropshipping đúng không? Về giá cả trong dropshipping mình nhìn này, giá cả trong dropshipping đây là một trong những vấn đề mà mình cần phải nói này. Thì nó có những cái giá như này này, đúng không? Trong cái quá trình mình kinh doanh nhá, sẽ gồm giá buôn này, giá buôn này, giá sỉ này, đúng không ạ? À, giá lẻ này, đúng không ạ? Giá cộng tác viên này đúng không ạ, thì bây giờ giá buôn là cái giá tốt nhất rồi, nếu như mà thường ấy là các chủ shop đúng không ạ, chủ kho sẽ có cái giá buôn này
Nên ra khi mà mình làm dropshipping ấy, giá dropshipping, đúng không? Thứ hai là giá sỉ là cái người mà bỏ tiền ra để người ta nhập hàng. Giá lẻ là giá bán lẻ rồi, đúng chưa? Giá cộng tác viên là một cái giá mà gì ạ? Thấp hơn cái giá sỉ, đúng không? Thấp hơn cái giá lẻ, đúng không? Cao hơn cái giá sỉ để gì ạ? Để cộng tác viên bán được hàng. Còn dropshipping ấy, là gần với cái giá sỉ này rồi, đúng không? Nên khi mà chủ kho đó, đúng không? Người ta bán, đúng không? Thì người ta cũng cần phải có lời, chứ ai đâu mà đóng gói cho bạn, ai đâu mà đúng không ạ, chịu các vấn đề như thế này cho bạn, đúng không? Không có được. Do vậy mình làm dropship nhiều khi mình phải bị thiệt thòi một tí về giá. Chứ nếu mà ông nào mà hỏi là ủa bây giờ giá cao như vậy sao mà tôi bán? Vì gì ạ? Vì cái như thế này thôi. Bây giờ chủ kho của buôn ở Việt Nam bất cứ cái gì mà nó lò đầu ra là gần như là nó hết trend. Tức là có rất là nhiều thằng làm. Mà đặc biệt là anh mình so sánh với đâu ạ? So sánh với Shopee, đúng không ạ? Và Shopee là cái nơi là trùm phá giá, đúng không ạ? Nơi trùm phá giá hàng đầu. Những cái ông anh tay to mặt lớn, đúng không ạ? Kể cả tay to cũng không mặt lớn lắm, đúng không ạ? Mặt nho nhỏ thôi. Nó nhập hàng bên Trung Quốc về, nó đè giá trên Shopee chết luôn. Và chúng ta lên trên đó bảo, ủa sao mà shop anh bán cái này bằng giá bán lẻ, sao mà tôi bán được? Xin thưa rằng á, trên Shopee là cái nơi, đúng không ạ? Thượng vàng hạ cám, vô cùng nhiều vấn đề, đúng không ạ? Trong đó có cả những nơi gọi là chủ kho, chủ buôn. Cũng có những cái nơi gọi là gì ạ? Siêu lợi nhuận, có nghĩa là người ta chỉ tập trung vào lãi thôi, người ta không có quan tâm đến khách hàng là ai hết. Do vậy, đúng không? Mình nên đây mình so sánh, sánh giá để làm dropship thì chắc chắn là bạn thôi out luôn. Quan điểm admin á, mình phải nâng giá trị lên, đúng không ạ? Còn lại cái giá dropship là một cái giá rất là tốt, đúng không ạ? Nó sẽ tốt hơn giá cộng tác viên rất nhiều, nó xem cái giá sỉ rồi á. Mà mình không cần phải bỏ vốn, đúng không ạ? Không cần phải bỏ vốn đồng nào hết để mình ôm hàng, để mình làm. Mình chỉ cần tập trung vào marketing thôi. Do vậy, đúng không ạ? Khi mà cái làm trong dropship này thì mình cảm thấy là bây giờ mất gì không? Bạn chẳng mất cái gì hết, đúng không? Tốn thời gian. Mà thời gian trong đó mình học marketing thì nó là như vậy. Cái quy trình này là ok lắm rồi nhé, đúng không ạ? Nếu mà có đơn ấy thì mình gửi cái mã vận đơn, đúng không ạ? Cộng chuyển khoản thôi. Hết. Đưa cho kho đóng gói đúng cái sản phẩm mà bạn yêu cầu đấy thì làm xong rồi, đúng không ạ? Ngay chỗ này anh mình có hiểu đúng không ạ? Bao nhiêu anh em mình hiểu cái chỗ này nói hiểu đi ạ. Còn nếu mà không hiểu em đi nói lại, hiểu không ạ? Dễ hiểu không ạ? Tôi trình bày như vậy dễ hiểu không ạ? Hay là khó hiểu quá, hay là trình bày không có ok đúng không ạ? Trình bày dễ hiểu nhất rồi đấy, đúng không ạ? Hơn một năm qua chỉ có làm cái nhiệm vụ này nữa, đúng không ạ? Là đào tạo về dropship. Thế là cái cách truyền đạt ngày hôm nay nó khá là mới, nhưng mà admin truyền đạt này được. Nó dễ hiểu lắm rồi á, đúng không? Còn lại vấn đề mình marketing, Shopee nó chỉ là một kênh thôi, nhưng mà anh em mình hay lên Shopee mình dò giá, đúng không? Nên nếu mà không tin anh em mình thử nhá. Nếu như mà cái Shopee cái nơi đó mà bán rẻ đấy, bạn inbox trực tiếp cho cái Shopee này nói là ừ em muốn làm cộng tác viên cho bên anh có cho em được cái giá tốt không? Tôi nói thật bạn luôn, nó không nhận dropship. Nếu mà nhận dropship là nó ăn cám luôn á. Tại vì sao? Giá nó là tịch kim rồi, nó chỉ đi bán buôn rồi mới bảo bán như đấy là đè giá thôi, tức là đã nhập về kho rồi, đã gọi là chủ kho là người ta đã bỏ đến tiền vài trăm triệu đến tiền tỷ nhập cái kho về, nên nó bán khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Nên ra là mình lên trên này là mình thất bại. Nhưng mà mình có làm Shopee hay không, trong cái quá trình làm marketing ấy, thì mình sẽ nói là Shopee là một trong những kênh phải làm tại vì nó miễn phí. Vậy bây giờ giá không tốt, gọi là không tốt bằng buôn thôi, còn lại tốt hơn giá lẻ rất là nhiều, thì bây giờ làm sao để có khách hàng? Thì cứ làm là có khách hàng. Còn lại cái quy trình làm thế nào để có khách hàng ấy thì mình làm thật là tốt lên, ảnh thật là đẹp lên, đúng không? Thì là mình có là hàng là đương nhiên rồi. Bạn tin là cái một cái đôi giày này mình, đúng không, bán 625.000 vẫn có người mua, đúng không? Giá nhập nó rơi vào 200 mấy 208, mình bán 625 vẫn có người mua bình thường. Nên đừng nói là giá cao sao mà bán, đúng không? Giá cao thì mình phải biết làm hàng nó mà chất cao mấy cũng được, đúng không? Chứ cái áo Adidas, bạn cứ hình dung cái áo Adidas, đúng không? Nó khác gì cái áo của bạn đâu. Đừng nói là mặc nó mát hơn, đúng không ạ? Nó cũng là chất liệu cotton, nó khoảng tầm là 99% đi chăng nữa đi, nó cũng là như vậy thôi. Cái áo bình thường nó cũng 150, nhưng mà áo Adidas, áo Nike, đúng không? Nó thêm cái mát vào nữa, nó đến tiền triệu hoặc là vài chục triệu một cái áo full, đúng không? Căn bản là mình xác định được cái sản phẩm ok, mình chiến được thì mình hãy nâng giá trị được. Muốn nâng giá trị thì mình phải học marketing, đúng không? Và cái nhiệm vụ căn bản nhất cốt lõi, đúng không? Nhiệm vụ cốt lõi. Dropshipper, đúng không? Là gì ạ? Các bạn hôm một câu, đúng không? Là học marketing. Hết. Bạn làm gì tôi không biết, bạn bán cái gì cũng được,
bán vàng bạc châu báu có gì không được, đúng không? Dropship vàng cũng có, dropship bạc cũng có, dropship đồ phong thủy cũng có, cái gì cũng được, vài chục triệu vài trăm triệu cũng có, nhưng mà bạn không biết marketing là bạn không làm dropship được. Tức là nói về quy trình bạn làm như nào hết, đúng không? Và học dropship là làm như nào? Một, học dropship, đúng không? Là học marketing, đúng không? Mà học marketing là bạn học thì hôm nay tôi sẽ cho bạn một vài gạch đầu dòng. Một là bạn phải biết cách xây dựng kênh, đúng không? Và bạn hỏi kênh nào là kênh hiệu quả, đúng không nào? Đúng không? Xíu nữa tôi sẽ nói cho bạn kênh nào là kênh hiệu quả. Hai, đúng không? Là ngoài việc bạn xây dựng kênh, bạn học cách làm content. Làm content tức là làm nội dung cho kênh. Hai là học cái gì ạ? Học về chiến lược kinh doanh. Học chiến lược kinh doanh tức là cùng một sản phẩm đó, nhưng mà tại sao đối thủ bán cao vậy, sao mình bán thấp, còn lại anh em dropship của nhà mình ấy là trời ơi sao mà giá cao vậy, sao tôi bán thấp. Rất ít người anh em mình hỏi thật sự luôn, làm một năm trời luôn, tôi thật sự là rất ít anh em mình hỏi ủa sao mà bên anh bán giá cao vậy, không có hỏi câu này đâu, mà hỏi ủa sao mà bên kia bán giá thấp vậy để so sánh giá. Xin thưa rằng ấy, tất cả mọi member, VIP member của admin đều chia sẻ là đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Không phải vì tôi là admin, tôi nói bạn như vậy để bạn bán được hàng cho tôi. Kể cả không bán hàng cho tôi, kể cả bạn nhập hàng. Mình đã làm kinh doanh. Mục tiêu là mình phải bán được lợi nhuận cao nhất. Không thì thôi, chứ không phải nhập về để bán rẻ nhất. Ngon nhập đi, đúng không ạ? Ngon đổ buôn, làm buôn một lần rồi bán rẻ đi xem nào, đúng không ạ? Một năm xem có há mồm không? Chết chắc luôn, đúng không ạ? Tôi đã nhập rất nhiều mặt hàng về rồi, đúng không ạ? Rất là nhiều vấn đề kinh doanh rồi, mình chết sặc máu. Nên là học chiến lược là học cách làm sao đấy để gì ạ, để bán được cao hơn, đừng bao giờ so sánh là làm sao bán thấp hơn, đúng không ạ? Bán thấp thì làm nhà buôn, đúng không ạ? Làm nhà kho có giá tốt thì mình sẽ bán rẻ, thế thôi. Còn lại đã học là mình học cách bán được giá cao, đó là học chiến lược, đúng không ạ? Đó là học cách quản trị thời gian. Ai cũng có 24 giờ, tại sao cái người bạn dropship cùng với mình đấy, người ta kiếm 20 triệu một tháng mà mình 2 triệu một tháng cũng không được, người ta kiếm 200 đơn, mình kiếm một đơn cũng không được. Đó là lý do tại sao ạ? Mình không có thời gian tập trung, đúng không ạ? Học cách cái quản trị bản thân đi, đúng không? Và làm mà học marketing là học nhiều như vậy đấy, chứ không phải là học marketing là kênh shopping sao, chạy quảng cáo làm sao. Đó là những cái vấn đề thôi, đúng không ạ? Còn quá trình mà làm đi, nhìn ở trong VIP member ngày hôm nay, khá là nhiều bạn VIP ở trong ngày hôm nay đó, đúng không ạ? Xem mình đã có quản trị tốt chưa, xem mình có quản trị bản thân tốt chưa, đúng không? Hay là buổi ngày mai có người, đúng không ạ? Mai mốt cuối tuần có bạn hầu rủ đi chơi, đúng không ạ? Đi Đà Nẵng chơi, đi gì ạ? Hạ Long chơi, đi Vũng Tàu chơi, làm mình đi. Thời gian đâu để làm giàu? Trong khi đó những người thành công người ta ngồi ở nhà, người ta xây dựng kênh, người ta học cái chỗ này cái nọ, đúng không nào? Người ta thành công thôi, đấy là điều đương nhiên, đúng không ạ? Thì chỗ này kênh, đúng không ạ? Và cái kênh nào là kênh hiệu quả đây? Cho bạn một số kênh hiệu quả. Đúng không? Bây giờ là Facebook là hàng đầu. Facebook hàng đầu, và Facebook là một cái tổ hợp Facebook. Nên phải hiểu về Facebook marketing. Đúng không ạ? Nó là một cái những cái lát cách, đúng không ạ? Platform tổng hợp gồm Facebook cá nhân này. Facebook cá nhân. Đúng không ạ? Cộng với gì ạ? Fanpage này, cộng với marketplace này. Cộng với group này, đúng không ạ? Cộng với Instagram này. Cộng với livestream này. Đúng không ạ? Cộng với cái Messenger này, cộng với cái bảng tin này, cộng với chạy quảng cáo này, và đây là Facebook, đúng không ạ? Tất cả những cái mà tôi nói, đúng không? Tôi trình bày ở đây, người ta gọi là Facebook marketing, đúng không ạ? Và trong khóa học đào tạo về Facebook marketing của tôi á, thì tôi chỉ rõ luôn, Facebook marketing là anh phải làm như vậy đấy, chứ còn cái Facebook cá nhân chỉ là một thôi. Ông có dùng fanpage để ông quảng bá không? Không. Ông bán trên marketplace không? Không, đúng không? Ông bán trên nhóm không? Không, đúng không? Ông có làm Instagram không? Không. Thế bây giờ ông làm marketing làm gì? Quan điểm là như vậy thôi, xây dựng kênh, đúng không? Đầu tiên là Facebook, hệ thống kênh Facebook là anh đã giàu rồi ấy. Bản thân tôi cũng như vậy, đúng không? Đang sử dụng một hệ thống Facebook marketing để triển khai, đúng không? Và cho anh mình xem cái hệ thống Facebook marketing là như thế nào. Đây, hệ thống, đúng không? Cho xem hệ thống này. Tổng quan hệ thống nha, hiện tại thì tôi đang quản trị hơn khoảng gần 300 cái, đúng không ạ, 300 cái nhóm Facebook, khoảng 200-300, đúng không ạ, hơn 100 cái fanpage lớn nhỏ, đúng không ạ. Đây là hệ thống, ví dụ như là triển khai một cái hệ thống của Fori thôi nhá, zoom lên một tí cho anh mình nhìn thấy, đúng không ạ. Đây, về cái ngách, đúng không ạ, đây là một hệ thống nhóm, đúng không ạ, ok chưa ạ. Đây là hệ thống fanpage, đúng không ạ,
ạ? Sau đó là hệ thống cộng đồng. Hệ thống cộng đồng này chứa hơn 30.000 người, đúng không ạ? Sau đó là các cái hệ thống cộng đồng khác, nữa, ví dụ như vậy, hệ thống cộng đồng liên quan, ok không ạ? Sử dụng một cái hệ thống gọi là website, đúng không ạ? Và hiện tại mình đã hơn có 20 cái web, đúng không ạ? Để PR tất tần tật những cái vấn đề mà mình làm, đúng không ạ? Như là chợ bán online này, đúng không ạ? Chợ mua bán online này. Đây, chợ mua bán online. Đây là cái kênh PR, bạn có thể lên trên đây kiếm những thông tin cơ bản của các cái sản phẩm trong ngách của Forex Center, ok không ạ? Và kênh này là kênh bán sỉ, đúng không ạ? Chuyên bán sỉ, đúng không? Các cái đơn xử lý lẻ này mình không xử lý luôn, đúng không ạ? Chỉ để cho anh em mình tham khảo thông tin thôi. Ví dụ chợ bán online, đúng không ạ? Forexcenter.com thì quá là hình dung rồi. Quảng cáo online Z là để làm dịch vụ, đúng không ạ? Du lịch, đúng không ạ? Là quảng cáo làm các cái vấn đề về PR, đúng không ạ? Công ty, đúng không ạ? Rồi là cái blog, trang đánh giá, như là review 24 giờ, mình đang đầu tư một cái số lượng content rất là khủng khiếp lên trên kênh này, đúng không ạ? Review 24 giờ, hiện tại thì số lượng content trên này, mục tiêu của mình là hết năm nay nó rơi khoảng tầm vài nghìn content trên này, tạo ra một cái hệ thống phễu, đúng không ạ? Để đổ hàng triệu traffic về về tất cả hệ thống kênh của mình, đúng không ạ? Rồi kênh về phụ kiện, kênh về affiliate, đúng không ạ? Đấy, vân vân, đúng không ạ? Một hệ thống, đúng không ạ? Thì còn nhóm Zalo thì anh mình nhìn đây để tưởng tượng, đúng không ạ? Nhóm Zalo, đây là nhóm Zalo nhé, đây là tổng hợp các cái nhóm Zalo. Hiện tại là đang có 11 cái nhóm Zalo, đúng không ạ? Mỗi nhóm này chiếm khoảng tầm 1.000 người, đúng không ạ? Thì 11 nhóm là 11.000, đúng không ạ? Trong đây thì chia làm rất là nhiều ngách, đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều ngách nữa. Sau đó là các nhóm shopbot, chưa kể là các nhóm VIP, vân vân. Và đây là tổng ban một hệ thống cơ bản, đúng không ạ? Của Forex. Đấy, mình làm cho cái ngách về dropship nha. Còn về bán hàng thì em cứ tưởng tượng là mình cần phải làm gì, đúng không ạ? Thứ hai, kênh hiệu quả đó kênh ok, đồng ý đâu, đúng không ạ? Shopee, đúng không ạ? Một trong những kênh hiệu quả nữa là bây giờ là TikTok, đúng không ạ? Trong cái Facebook này á, lớn như vậy đấy, đúng không ạ? Thì cái kênh hiệu quả đây này, tổ hợp đây, tổ hợp bốn kênh này là kênh hiệu quả nhất ở trong Facebook marketing. Đây, đó là Facebook cá nhân, đúng không ạ? Đó là fanpage, đó là marketplace và group. Bốn kênh này là kênh hiệu quả nhất ở trên Facebook. Nếu như anh nào mà sử dụng tốt bốn kênh này là chắc chắn không phải chạy quảng cáo ra đơn luôn, đúng không ạ? Tiếp theo là Shopee, tiếp theo là TikTok, đúng không ạ? Sau đó là anh Hình đánh giá cao cái vấn đề về website cộng SEO, đúng không ạ? SEO top, SEO top Google. Đây là những cái kênh mà nó rất là ok, tuyển đổi rất là chất đấy, đúng không ạ? Nên làm đây, đúng không ạ? Còn về lâu dài nó còn rất là nhiều kênh nữa nhá, Pinterest, Instagram, đúng không ạ? Đấy, Zalo, rồi là gì ạ? LinkedIn, đúng không ạ? Rồi là các cái kênh như là Twitter, các kênh như là YouTube, Dapo, vân vân, các cái kênh khách hàng đâu mình ở đó, các cái kênh là forum, các cái blog, đúng không ạ? Thì đây là những cái kênh, đúng không ạ? Đây, những cái kênh này cộng với bốn cái kênh trên Facebook này, đó là những kênh mà tôi cảm thấy rằng anh mình nên làm, tại mình miễn phí mà, cứ thế mà làm thôi, đúng không ạ? Cái nhiệm vụ của cốt lõi của dropship đấy là học marketing, là học cái chỗ này, đúng không? Xây dựng kênh, làm content, học chiến lược, quản trị thời gian, quản trị bản thân, đúng không ạ? Và đó là cái mà mọi người cần phải làm. Còn lại thực sự gọi là thực sự đấy, thực hư, đúng không? Thực hư việc mà dropship có giàu hay không ấy, dropshipping làm như thế nào thì có giàu hay không, thì đấy là trong Forex này có rất là nhiều bạn một năm kiếm 100-200 triệu đối với dropshipping là có rồi, đúng không? Ta bảo tại sao mà là kiếm được nhiều tiền như vậy thì các bạn nó rất là đơn giản thôi, như là một cái như Thắng bây giờ đang build build về máy móc, đúng không? Ví dụ như vậy về, hoặc là bán điện thoại, một cây như vậy là lời cũng là tầm 500-700 rồi, một tháng biết bao nhiêu cây, một tháng 15-20 triệu, bạn cứ tưởng tượng bạn nhân lên thôi, đúng không? Có phải là một năm mấy trăm triệu không, đúng không? Hoặc là những cái đơn phụ kiện nho nhỏ thôi mà một tháng 100-200 đơn, mỗi đơn, đúng không ạ? Bạn cứ tính như thế này, đúng không ạ? Khoảng 100 đơn đi chăng nữa, đúng không, nhân cứ 50.000 một đơn, đúng không ạ? Ví dụ như vậy thì một tháng đã có 5 triệu rồi, một năm mà làm đều như vậy. Tại sao mà nó là đều như vậy? Tại vì mình phát triển hệ thống kênh này liên tục, đúng không ạ? Và đi sâu vào trong vấn đề về marketing còn rất nhiều thứ mình học, đúng không ạ? Như là SEO top này, đúng không ạ? Như là website này, đúng không ạ? Như học làm Shopee này, học làm TikTok này. Các bạn là học nó khác với việc mà chúng ta có, đúng không? Bạn sở hữu thì bạn chỉ cần có một cái email, một cái số điện thoại, một cái thông tin, đúng không, là bạn lọc ra được rồi. Nhưng mà để học nó cho
chuyên nghiệp ấy, thì có rất là nhiều cái để mình cần phải nghiên cứu ảnh ra làm sao, bài viết ra làm sao, tối ưu hóa như thế nào, đúng không ạ, SEO top như thế nào, sau đó chạy quảng cáo ra làm sao, đó là những cái mình phải học. Và lời khuyên là nên học marketing, đúng không ạ, marketing đúng không ạ là thầy của tất cả mọi vấn đề, đúng không ạ, thực sự là như vậy. Ông nào nắm cái marketing này đúng không ạ thì đều đúng không ạ trở thành cao thủ, trở thành mốt hết. Sự khác biệt lớn nhất của hai người thành công với một người chưa thành công đó là marketing giỏi, thế thôi đúng không ạ, chứ đừng nói là may mắn. May mắn nó chỉ là một phần thôi, may mắn nó chỉ là trong một cái khoảng thời gian thôi, còn nếu như mà anh tốt, anh làm ok á thì nó sẽ trường kỳ và dài hạn. Và ngày hôm nay đúng không ạ, về vấn đề về dropship đúng không ạ, ngay chỗ này anh có hiểu không ạ, và anh cảm thấy nó trực quan thôi. Và cái module đúng không ạ, buổi đầu tiên định hướng về dropship đúng không ạ, triển khai về dropship thì mình làm việc với những vấn đề mang tính chất nền tảng cốt lõi như thế đúng không? Còn những vấn đề liên quan đến là trộn ngách đúng không ạ, rồi là marketing chuyên sâu hơn đúng không ạ, đăng bài chỉ đơn cử như là đăng bài trên fanpage, đăng kiểu gì, đơn cử như là đăng bài trên marketplace anh phải đăng kiểu gì, anh làm thế nào để biết được khách hàng người ta quan tâm đến sản phẩm anh đúng không? Vô cùng nhiều thứ để chúng ta bàn thảo đúng không. Làm Shopee thì anh cần đăng bài ra làm sao, anh cần tối ưu như thế nào, rất nhiều vấn đề chứ không phải là đơn thuần là chúng ta chỉ nói cho vui đúng không? Và đây là kinh doanh đúng không? Thì hiện tại ấy, thì nếu như anh là Dubai đúng không? Thì admin lời khuyên là nếu như mà có điều kiện chúng ta sẽ học một cái khóa đúng không? Ví dụ như ở đây đúng không? Khóa cơ bản đúng không? Anh em mình có rất là nhiều người hỏi là cái khóa đúng không? Khóa học về dropship đúng không? Khóa học dropship đúng không? Như thế nào để cho nó hiệu quả, thì hiện tại trên internet đây có quá nhiều thứ khoa học về vấn đề về dropship, nhưng mà tôi nói thật luôn là rất là nhiều anh em mình nói là bởi em tốn 500 ngàn, em tốn 700 ngàn, em tốn 1 triệu để học mà em không làm được. Căn bản là một trong những cái kiến thức mà tôi có để ở trong cái trên cái blog của tôi á về vấn đề dropship á, là chọn sai khóa học và chọn sai người theo từ ban đầu làm cho mình cảm thấy nó quá khó, mình không hiểu đúng không, mình không hiểu được là bây giờ là làm ra làm sao đúng không. Thì ở trên đây trong trong Forex Center có kênh đúng không? Đào tạo riêng đó là kinh doanh online.com đúng không ạ, trên này có khóa học đúng không ạ, trên này là có cái khóa học về dropshipping thực chiến đúng không ạ, cộng với affiliate thì bạn nên học cái chỗ này đây, cái rất là đơn giản thôi mà học những cái kiến thức nền tảng để mình hiểu luôn chứ không có lan man đúng không ạ. Vào chỗ khóa học nhé, đúng vào chỗ khóa học nay mình muốn tham khảo đúng không ạ, đúng vào các khóa học. Đây đây này đúng không ạ, đây ban đầu ạ, lên trên này thì cái khóa này đúng không ạ, thì xem cái dropshipping thực chiến ở đây đúng không ạ, và chúng ta sẽ nghiên cứu đúng không ạ, cái khóa này ok trên kinh doanh online Z nha, chọn khóa dropshipping thực chiến đúng không ạ, để chúng ta đây ạ. Đây bạn chọn cái học này đúng không ạ, để bạn học những cái kiến thức nền tảng nhất, cơ bản nhất về dropship đúng không ạ. Và khi mà bạn tham gia cái team này đúng không ạ, cái vấn đề về giá trị tiền thì tôi nói thật là anh mình vào trong này á, anh mình sẽ được nhận một cái bảng giá rất là tốt trong một số ngách, hình như 4 5 ngách đúng không ạ, hiện tại là 4 5 ngách về visa, về đồng hồ, về phụ kiện điện thoại, chỉ cần 5 sale phụ kiện thôi đúng không, trong đó có những cái kỹ năng về chốt đơn đúng không ạ, tư vấn kênh bán hàng vân vân đúng không ạ, chưa kể là những cái kiến thức cốt lõi về 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 drop nhá, rồi là tạo ra các cái tài khoản, có đội ngũ mod hỗ trợ anh em mình đúng không ạ, thì triển khai nó rõ ràng đấy, đúng không ạ, và anh mình được hỗ trợ về giá trong call center nếu anh mình triển khai cái này rất là bình thường đúng không ạ, nếu như mà anh muốn học và nghiên cứu một cái nó chính xác ngay từ ban đầu thì anh mình nên ở đây đúng không ạ, lên kinh doanh online.com, một là liên hệ trực tiếp với admin hoặc là các bạn mốt đúng không ạ trong Fori và mình đăng ký nghiên cứu cái khóa này đúng không ạ, và sẽ được nhận cái giá tốt này
đúng không ạ, được chỉ về làm dropship này, được chỉ về những cái vấn đề về marketing này, đúng không ạ, được hỗ trợ rất là nhiều vấn đề về content này, đó, đăng bài ra làm sao, tư vấn ra làm sao, đúng không ạ, rồi là báo đơn như thế nào, chỉ rất là rõ trong cái này, đúng không ạ? Cơ bản, đúng không ạ? Rất là ok, và mình có thể ứng dụng với nó để làm nhiều cái khác, chứ không phải là ở học dropship nó chỉ học cái nho nhỏ thôi, đúng không ạ? Thì chỗ này thì đây là cái mà giới thiệu. Nếu mà em đang đăng ký thì liên hệ trực tiếp với admin qua sau cái buổi Zoom này, đúng không ạ? Đấy thì có thể, đúng không ạ? Còn lại để đi sâu vào trong vấn đề và thành công trong dropship thì có rất là nhiều yếu tố, đặc biệt là marketing, đúng không ạ? Chúng ta phải học rất là nhiều trong marketing, làm xây dựng đội nhóm, xây dựng cộng đồng, xây dựng hệ thống kênh, xây dựng hệ thống content, sau đó tối ưu SEO, đúng không ạ? Chạy quảng cáo, những cái kiến thức nó mang tính chất là cập nhật thì chúng ta phải update liên tục. Để muốn thành công được thì chúng ta cần phải trau dồi rất là nhiều kỹ năng, đúng không ạ? Ok, thì không biết là sau buổi chung này anh em có cái câu hỏi gì không ạ? Em có cái câu hỏi gì nó khó không, mà chọn đoạn nào để về ship hàng, có đơn thì làm thế nào, đúng không? Hay là vấn đề về sản phẩm, hay là vấn đề về quy trình, đặc biệt là hôm nay nói về quy trình, đúng không ạ? Thì anh em có lăn tăn về vấn đề về quy trình không ạ? Có thấy khó không ạ? Tất cả các bạn ạ, đúng không ạ? Thì dropship đơn giản thôi, đúng không ạ? Và khá là nhiều lợi ích để chúng ta triển khai. Thì khi mà làm như vậy, chúng ta chỉ tập trung vào marketing thôi. Và trong quá trình marketing thì trong Foree Center có rất là nhiều cái module, có rất là nhiều những cái khóa training free, miễn phí ở trong các cái module này, chúng ta có lượng kiến thức để chúng ta làm và hoàn toàn thể ứng dụng điều này để làm những cái vấn đề khác nữa, nhiều hơn nữa, chứ không phải đơn thuần chỉ là hàng free. Em mình nào muốn bật mic nói chuyện không ạ? Ok, trong này thì có khá là nhiều, đúng không ạ? Hiện tại khóa đó hết 699k, đúng không ạ? 699k, và sẽ được phát sinh không giới hạn đến khi nào mà làm được thì thôi, đúng không ạ? Và trong chỉ có trong Fori thôi mới là như vậy thôi, và đặc biệt trong Fori là làm việc trực tiếp với admin, đúng không ạ? Và admin nói chuyện không, khóa full hết thì nó lại một cái vấn đề khác, khóa full hết thì nó lại vấn đề khác. Khóa full hết hiện tại là 3.999.000, bạn sẽ được chọn một ngách, đúng không ạ? Một ngách VIP, đúng không ạ? Thứ hai là sẽ được nhận cái bảng giá quá trình, và thứ ba là được nhận cơ hội affiliate, có nghĩa là sau khi bạn làm được rồi, qua điều admin nào mình làm được cho bản thân mình xong á, thì mình hoàn toàn có thể là làm cho người khác, là hoàn toàn mình có thể hướng dẫn và đào tạo lại người khác. Và đây là kiến thức, đây là cơ hội kiếm tiền, việc bạn chia sẻ thời gian giống như ngày hôm nay tôi chia sẻ thời gian cho các bạn này, đúng không ạ? Việc bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm, tức là bạn đang chia cái miếng bánh, đúng không ạ? Miếng bánh của mình cho người khác ấy, thì hoàn toàn bạn phải, đúng không, nhận lại thù lao là điều đương nhiên rồi, và win-win cùng phát triển, đúng không ạ? Chứ không vấn đề ở lùa gà với lôi kéo đào tạo khóa học này thì không cần thiết, với những cái kiến thức ở trên cái nhóm tổng, đúng không ạ, miễn phí như vậy đó, đúng không ạ, free làm ok, chẳng có phải cần học cái gì của ông bà nào hết, đáp ứng như vậy thôi, đúng không ạ? Và đội support ở trên fanpage xử lý tất cả vấn đề về đơn cho các bạn, đúng không ạ? Còn lại đã học là mình phải ra kết quả, học về làm kênh này, học về content này, học về bây giờ tư vấn khách hàng ra làm sao này, được làm việc nhiều hơn về vấn đề về được hỗ trợ về giá tốt này, đã không cần phải nhập rồi, giá drop rồi, đúng không ạ? Có một cái bảng giá tốt hơn cho dropship luôn, đúng không ạ? Nhận được các cơ hội về upfee này, các cái cơ hội về dịch vụ này, đấy là cái mục tiêu của mình, xây dựng cộng đồng này, đúng không ạ? Và mình phát triển chiến lược toàn vẹn, đúng không ạ? Toàn vẹn luôn, là trong Fori vừa có sản phẩm, vừa có đào tạo, vừa có các cái phần mềm, vừa có cả dịch vụ nữa, để anh mình kiếm tiền không giới hạn, đúng không? Tức như admin đang làm cho một số công ty, đúng không ạ, cái website cho họ, ở trong Fori có một cái module dạy làm website miễn phí nha, không cần phải tốn, không cần phải học, thực tế là có hai khóa học trị giá tiền triệu để làm website, để học về website, nhưng mà không cần phải học luôn, đúng không ạ? Admin có dạy làm web, đúng không? Đấy thì nói chung là trong đây đầy đủ tất cả module đều có cơ bản nhé. Còn cái khóa VIP là đang là 3.999, đúng không ạ? Còn cái khóa kia là khóa cơ bản, khóa nền tảng, đúng không? Khóa vỡ lòng để mình làm được, mình hiểu được, mình cảm thấy có phù hợp hay không, rồi là bây giờ dropship nó thực hư là như thế nào, và căn bản này admin ra cái khóa này để làm gì ạ? Để cho ai đó học,
quan điểm là như thế này, trước đây là tôi ra một khóa về affiliate khi mà làm Galaxy Team ấy, trước khi mà của đời trước của Ori Center, bởi vì quá nhiều người dạy sai kiến thức về affiliate. Đúng không? Cho tới bây giờ thì quá nhiều người dạy sai kiến thức về dropship, tại vì các cái tài liệu nước ngoài ấy, liên quan đến dropship ấy, là bán hàng không thông qua không vận chuyển chứ không phải là hình thức cộng tác viên. Mà bây giờ người ta sử dụng hình thức cộng tác viên để áp dụng lên cái chữ dropship, nó bị sai mất bản chất rồi. Và bây càng ngày càng nhiều người ta tuyển dropship nhưng mà người ta bản chất ấy là không hiểu dropship. Dropship là bạn tự sở hữu, đúng không ạ? Ví dụ như tôi để lại cho bạn một cái tai nghe như thế này giá 50 ngàn, bạn hoàn toàn quyết định về giá, bạn hoàn toàn quyết định về cách thức marketing, bạn hoàn toàn quyết định về cách thức vận chuyển và yêu cầu kho có đóng gói và vận chuyển bằng hình thức của bạn hay không thôi. Nếu mà ok bạn nhận job, bạn triển khai ở nước ngoài cũng như vậy, đúng không ạ? Tại vì tôi cùng với một số bạn rất là nhiều, đúng không ạ, là đang làm dropship cho những cái đơn vị ở quốc tế, đúng không? Và quốc tế nó cũng giống như vậy, chứ không có cái việc mà anh bán phải bán cái này 150 và dropship này quy định như vậy. Đó là hình thức cộng tác viên, phải phân biệt ở chỗ đó. Và có quá nhiều ông đang lợi dụng cái vấn đề dropship này để bán những cái khóa học rất là tào lao, đúng không ạ? Nên là khóa này học để biết để làm, đúng không? Đặc biệt là làm được, đúng không? Ông drop được, ông triển khai được, chứ ông không bị lan man ngay từ ban đầu. Ông nhận thức sai, sau này bản thân cái người học bị sai này, sau đó là dạy lại thằng sau sai luôn, đúng không ạ? Và sai cả một đống, đúng không ạ? Tất cả những anh em mà học làm sai hết. Thế hồi mình nói chuyện với nhau bị lệch pha, đúng không ạ? Chẳng hiểu gì. Xong bắt đầu cãi nhau, nhiều khi mà nó bị ảo luôn, đúng không ạ? Là thật thành giả mà giả thành thật luôn. Hình thức cộng tác viên mà cứ cho đường đó là dropship thì nó là sai lầm, đúng không ạ? Và tôi làm đây, đúng không ạ? Triển khai, đúng không ạ? Làm để rõ nét chỗ đó. Đấy. Các bạn là học cơ bản trước rồi mới học VIP hay không? Không. Quan điểm là nếu như ở VIP là việc của bạn đang đốt cháy một giai đoạn. Còn nếu mà học kia là bạn, một là về vấn đề tài chính không đủ, hai nữa là mình thử sức thôi. Còn nếu mà đã làm VIP, mình đã xác định. Quan điểm là như thế này, mình đầu tư mà. Trong VIP như thế này, hiện tại mà anh vào VIP được tặng 2 tháng Auto Market Play, tất cả các tút tip rồi chiến lược, được làm việc với admin buổi tối như này liên tục luôn, đúng không ạ? Liên tục luôn, rất là nhiều vấn đề, trong đó là có các bạn mốt cực kỳ nhiều kinh nghiệm trong vấn đề về xây dựng Shopee, xây dựng các cái kênh website, mình nhìn thôi là mình đã đủ cái giá trị rồi á, đúng không ạ? Thì đây thực tế này, đúng không ạ? Xíu nữa hình như chị Chi mới vào, chị Chi bật mic nói chuyện, đúng không ạ? Chị Chi là U40 rồi và tôi muốn chị Chi nói chuyện để cho anh mình nhìn thấy anh em mình trẻ này, đúng không ạ? Có khi là không bằng chị Chi đâu, mình vừa xong những admin đối diện chị Chi mới vào, và chị Chi bật mic, đúng không ạ? Xíu nữa nhé, để nói xong cái chỗ này, đúng không ạ? Thì khi mà anh mình vào trong đó thì mình sẽ được nhận vô cùng nhiều ưu đãi, đúng không? Đặc biệt cái bảng giá VIP là tương đương với bảng giá sỉ, đúng không? Tương đương với bảng giá sỉ là tức là bỏ tiền ra nhập để làm cho một cái ngách nhé. Lưu ý, không phải VIP, không phải là full ngách, VIP là một ngách và nhận giá tốt của các ngách còn lại nhé, đúng không ạ? Chuyên một thôi. Quan điểm của tôi và hướng dẫn trước đây từ đời ông Thắng, đúng không ạ? Nguyễn Thắng, đúng không ạ? Theo mình bây giờ đến 2 năm rồi. Quan điểm là mình làm gì cho thật là chuyên, chứ không phải làm lan man. Nếu mà ông làm lan man, ông không bao giờ thành công được đâu, đúng không ạ? Và xác định một ngách là phụ kiện điện thoại, làm cho tới cùng, bán một cái tai nghe này thôi, bán cho 1.000 người ông lời 100.000 một đơn chẳng hạn đi, đã bố bán 1.000 người, ông bán lời có nào rồi, đúng không? Có phải là được cả 100 triệu chưa? Chứ bây giờ ông bán vừa quần áo, vừa ví da, vừa túi sách, ok, khả năng ông bán được hàng sẽ cao hơn. Tuy nhiên cái chiều sâu á, mà trong marketing nó giống như là chúng ta học vật lý, đúng không ạ? Cái đinh mà nó không nhọn ấy, thì việc mà đóng vào trong cái đồ, đúng không ạ, cứng đồ các thứ là nó sẽ bị cong, đúng không ạ? Cái mũi nó phải nhọn và trong marketing nó phải có cái điểm, đúng không ạ, điểm xoáy, điểm dùi sâu, thật là sâu. Và ông bán hàng cũng như vậy, ông xây dựng hệ thống kênh cũng như vậy, ông xoáy sâu vào một ngách, ông gia tăng giá trị cho ngách đó, ông sẽ thành công. Nhưng mà vấn đề là hôm nay làm này, mai làm khác, thất bại chắc chắn luôn. Còn tôi, còn các bạn, đúng không? Bản thân tôi làm đến năm nay là năm thứ 5, thứ 6 rồi. Và việc, đúng không ạ? Bạn tôi có thể là người cao nhất là trải qua 6 công việc rồi. Hỏi tôi đang làm gì, tôi cũng vẫn đang làm cái điều mà tôi đang làm trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Còn lại người ta trải qua cũng đến
ngày hôm nay được nhận cái buổi Zoom này nhá, đến cuối năm cũng sẽ vẫn còn Zoom tiếp gọi và chúng ta lại gặp nhau nữa để xem điều mà admin nói đúng hay là sai. Bạn cứ thử sức đi, bạn chỉ cần làm tốt một vấn đề thôi là đã đủ ăn rồi, đã đủ giàu có rồi đấy. Nên ra khi mình xác định được, lựa chọn được và mình chơi là mình chiến tới cùng, không quay đầu, đúng không ạ? Kể cả lỗ cũng chơi, thì có ngày ok, còn lại nay chỗ này mai chỗ kia là mình sẽ thất bại thảm hại. Còn là khi mà quyết định vào trong trong một cái nhóm ở trong Fori thì nó là lời thôi, không có lãi, không có lỗ nổi đâu. Còn riêng về các vấn đề về phần mềm, riêng về vấn đề kiến thức, riêng về vấn đề về các cái module được đào tạo, nó còn vượt xa số lượng tiền. Còn tiền nó chỉ là lời cam kết thôi, tôi dám khẳng định là như vậy. Còn anh em mình ở trong đây có rất là nhiều tấm gương, bỉm sữa đúng không, U40 đúng không ạ, các bạn nhân công nhân thực tế là điều kiện cực kỳ khó luôn, người ta cũng kiếm được vài chục triệu, đó là thực tế luôn đấy, không hề bày vẽ một tí nào, đúng không ạ? Chỉ cần tập trung làm đúng hướng dẫn là mình ăn, đúng không ạ? Thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Và chị Chi bật mic nói chuyện với bạn, và đây chỗ này cái số câu hỏi này cần chị Chi trả lời. Sau khi mà vào trong Fori ấy thì giới thiệu sơ qua bản thân này, rồi là trong khi mà vào đây thì chị đang sở hữu cái hệ thống kênh như thế nào, cảm nhận của chị như thế nào về 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 quá trình mà tham gia ở đây, thời gian đã tham gia ở đây như thế nào, đúng không ạ? Thì chỗ này nói cho đây toàn là new buy nhé, trong nhóm này toàn new buy, đúng không ạ? Anh em VIP thì khả năng nghe nhiều rồi, nhưng mà em new buy thì mình cần có những cái người giống như thế này, mình cảm thấy vô cùng là truyền động lực luôn á, đúng không ạ? Và mình cảm thấy là mình cũng cần cố gắng rất là nhiều, đúng không ạ? Ok, chị nói chuyện đúng không ạ? Nói được nha. Cảm ơn em đã cho cái cơ hội để chia sẻ với lại tất cả các bạn New Mai ha. Thì thật ra chị là năm nay là chị 39 tuổi. 39 ha, thì chuẩn bị bước vào tuổi 40 rồi. Chị hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà bước vào Fori á, là chị vào Fori là khoảng đầu tháng 12 năm 2020. Tới nay là được gần ngót nghét 4 tháng ha. Thì gần ngót nghét 4 tháng thì khi mà chị mới bắt đầu bước vào Fori á, là chị cũng đang kinh doanh về mỹ phẩm. Chị cũng đang kinh doanh về mỹ phẩm thì cái công việc kinh doanh của chị thì nó không có được ổn lắm. Khi mà bước vào cái năm 2020 là năm đại dịch COVID thì chị mới đi tìm kiếm một cái hướng khác để mà mình bán được hàng, để mình ra được hàng, là mục đích đó là bán mỹ phẩm của cái shop của chị. Thì mới tìm về cái hướng là dropship, tìm cộng tác viên, tìm dropship thì mới biết đến Fori. Thì trong cái khoảng thời gian mà biết đến Fori thì chị cũng có tìm hiểu một số những cái nhóm khác nữa. Nhưng mà khi mà bước vào Fori thì chị để học được nhiều hơn ở Fori, và chị thấy những cái nhóm khác nó gần tương đồng với Fori, nhưng mà lại không có ai hướng dẫn, không có ai nhiệt tình như là app hết trơn á. Khi mà chị hỏi nửa đêm nửa hôm, chị hỏi app vẫn rất trả lời, rồi các bạn mod ở trong Fori cũng trả lời rất là nhiệt tình. Ví dụ như là bạn Hảo Thắng thì chắc lúc đó là bận cho nên là không trả lời mấy, thường thì chị nói chuyện với Hảo với lại app là nhiều nhất. Thì Hảo là bên túi sách. Thì đầu tiên là khi chị bước vào là chị làm việc với Hảo về túi sách, trong team chiến binh túi sách của Hảo. Rồi sau đó thì tiếp tục với lại app vào cái nhóm training của app là về thời trang, và chị tiến quân với thời trang. Thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng gần Tết đó, thì túi sách thời trang là chị bán rất ok. Chị nói chung là lúc đó mình đặt mục tiêu không có nhiều, tại vì mình đang học nên là mình đặt mục tiêu không có nhiều lắm, thì học để biết cách thức trước nó, nên là bán túi xách với lại bán quần áo thì hầu như là ngày nào chị cũng có đơn, ngày nào cũng có đơn hết, ngày nào cũng khoe hết, và làm việc khá là ổn định với lại thời trang và túi xách.
thì bắt đầu mình học và mình rút cái kinh nghiệm, mình rút cái kinh nghiệm ra từ cái việc mà mình bán hàng túi xách với lại thời trang ở trong Paris á, thì tới hiện tại bây giờ là chị đã xây cho mình một số kênh, ví dụ như web blog của chị ha. Chị mới có một cái blog khá là ok, thì chị đang lên bài cho blog, giao diện này kia là xong hết rồi, lên bài, chỉ còn lên bài thôi, và blog nè, group nè, fanpage nè, Shopee, Sendo, Sen Đỏ, Lazada, TikTok, YouTube, nói chung là chị phủ các kênh, chị phủ tất cả các kênh với cái tên là Dâu Tây Shop. Thì Dâu Tây Shop mục đích ban đầu là về mỹ phẩm, thì hiện tại bây giờ là app cũng đã ra một cái ngách mỹ phẩm, thì cũng đã có, chị cũng đã có một cái shop Shopee mỹ phẩm của mình ở trên Shopee, mỹ phẩm của bên Fari trên Shopee, và một cái mỹ phẩm riêng của chị ở trên Shopee luôn, là hai shop ha. Có thể nói là ở trong Fari này chị học được một cái, đó là mình phải xuyên và mình phải phủ kênh, nói chung là mình phải phủ được tất cả các kênh. Đó là chị vào Fori thật sự là mới có 4 tháng rồi ha, thì chị mới học được rất là nhiều thứ từ 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 Fori ra, là thế là mình có khả năng phải nhận ra được là trước đây đó là để làm được một cái website thì chị phải bỏ tiền ra cho dịch vụ họ làm, nhưng mà bên dịch vụ, những người bên dịch vụ họ làm thật sự thì chị chưa có vừa ý lắm, cũng không cảm thấy là vừa ý lắm với cái website của chị, cái website bán hàng á. Thì chị đang tính là sẽ tự mình sửa lại cái website đó, tại vì chị đã hiểu rồi, chị học được cái cách làm website và chị hiểu rồi, và chị sẽ làm lại cái website bán hàng đó. Và sắp tới sẽ có một cái website tổng nữa. Tức là mình làm cái gì cũng vậy, mình tập trung vào trong cái công việc của mình. Mình phải, dù là dropship hay là cái cửa hàng của mình riêng đi chăng nữa, thì mình cũng phải tập trung để mình làm sao mà để mình ra được hàng nhiều nhất. Đó, thì chị học được ở trong Fori đó là mình phải phủ tất cả các kênh. Hiện tại bây giờ là hầu như là chị đã phủ kênh rồi. Có nhiều hơn dự kiến của app luôn á, và có cả cái kênh Zalo nữa. Đó, cái kênh Zalo shop, Zalo Africa, để bán hàng. Đó là cái mà chị học được ở trong Paris, tức là các bạn phải phủ và các bạn phải thật sự là làm việc với cái tâm của mình, là mình tập trung vào cái công việc, kể cả là dropship thì cũng hãy coi đó như là một cái doanh nghiệp của mình, cái doanh nghiệp nhỏ của mình, để mình phát triển cái đó lên thì các bạn mới có thể là làm được. Rồi nếu mà các bạn chỉ coi đó là một cái làm chơi thôi, thích thì làm, thích thì nghỉ, thì các bạn sẽ làm hoài không có kết quả. Tại vì chị đã mất một khoảng thời gian, gọi là thời gian ban đầu trong cái tháng 12 đó, là chị mất 2 tuần lễ không làm được gì hết, tức là không làm được gì hết, tại vì chị vào với cái tâm thế là để coi coi Free làm gì, Free học được ở gì của Free, mà họ đang làm cái gì vậy, làm sao mà họ có thể ra được hàng vậy, họ đang làm gì vậy. Thì cái tâm thế của mình là xem có người ta làm cái gì, và mình chưa thật sự bắt đầu để mình làm. Vậy chị mất hết 2 tuần không có kết quả, thì khi bắt đầu sau 2 tuần đó chị bắt đầu chị học và chị tâm niệm bây giờ mình phải nhúng tay vào, mình làm, mình phải thật sự mình làm, mình sống trước cái công việc đó, ban ngày có thể bận và ban đêm làm, và lập mục tiêu ra mỗi ngày là bao nhiêu bài trên kênh kênh nào, lên bài như thế nào, bao nhiêu bài đó, thì mình cứ lập cái mục tiêu đó ra, thế là làm và kết quả như mong đợi, là có kết quả đều đều
Thì dạo này là chị đang tập trung để xây kênh, các kênh của chị, cho nên là các bạn có thể thấy là chị rất ít khoe đơn hàng. Chị rất ít khoe đơn hàng, tại vì nhưng mà chị sẽ khoe những cái thứ khác, là chị khoe được chị đã làm ngày hôm nay đã làm được bao nhiêu kênh rồi. Vậy ha. Thì đối với Newbie cũng như vậy. Chị đã từng làm Newbie, thì các bạn Newbie cũng sẽ làm được giống như chị nếu các bạn tập trung vào cái công việc này và các bạn đặt ra cho mình được một cái mục tiêu và bắt đầu học hỏi những người đi trước, những bạn mod hoặc là học admin có những cái group để cho các bạn có thể học được từ cái kênh Marketplace, Shopee, kênh thương mại điện tử, các trang bay, TikTok, tất cả mọi thứ thì ở Foree này các bạn đều có thể học được để mà có thể làm được những cách từ đơn giản nhất. Tại vì những người đi trước họ làm như thế nào thì họ sẽ chỉ lại cho các bạn y chang như vậy. Và các mod ở Foree rất là nhiệt tình. Các mod ở Foree rất là nhiệt tình hướng dẫn cho các bạn làm. Và kể cả chị bây giờ cũng vậy, khi mà chị đã đi trước các bạn 4 tháng thì chị vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể bán được hàng và các bạn có thể tập trung với công việc làm thêm thôi, nhưng mà nó phải ra được cái kết quả thì lúc này mình mới có năng lượng để mình làm tiếp, đúng không ạ? Rất là hy vọng sắp tới sẽ có cơ hội làm việc với các bạn nhiều hơn nữa. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe sự chia sẻ của chị. Chào chị Chi đã chia sẻ, và chị Chi một member đúng không ạ, khả năng lớn tuổi nhất ở trong Fori thật sự đúng không ạ, và một người khá là nỗ lực. Quan điểm thông tin là như vậy, cái website nó khá là khó đúng không ạ, đối với một số anh em mình trẻ đúng không ạ, mới đúng không ạ, còn thấy khó, nhưng mà chị rất là kiên trì đúng không ạ, và cực kỳ chịu khó luôn. Và mình dùng là nhắn tin nói chuyện với chị Chi là 1-2 giờ sáng rồi sao chị ngủ ít vậy, khả năng của chị quen rồi đúng không? Nên ra mình cảm thấy nó sự nỗ lực vô cùng, khả năng kỹ thuật của chị nhiều khi mà anh em mình ở trong đây không bằng đâu, mình nói thẳng thắn luôn đấy, không bao giờ bằng được. Vì gì ạ? Vì chị có rất là nhiều cái kiến thức nền tốt, như là Photoshop, như là kiến thức về mỹ thuật đó, như là kiến thức về content, như kiến thức về sale, rồi là những cái vấn đề liên quan đến chiến lược đó, nắm chắc lắm đúng không ạ, học rất là từ và có điểm nhấn, chẳng qua là đó giờ thời gian rồi là mình không có phát huy được những cái vấn đề về sở trường chỗ đó, nên là mình cứ lan man còn lại đứng ở góc độ mà khi thấy là member là như vậy là tuyệt vời, rất dễ thành công để mình triển khai trong quá trình gọi triển khai đối với Focus Center này. Thì đây là một trong những member mà em có thể đó lấy đó động lực để mình cố gắng. Nếu như mà tiếp cận với chị Chi đúng không ạ, thì mình nói chị Chi cho xem hệ thống kênh của chị để mình học tập nha. Hệ thống kênh khá là khủng đấy, đồ sộ giống như là kịch bản này, mình hướng dẫn cho đúng không ạ. Và hiện tại admin hiện tại thì chị Chi cũng đang ở trong VIP member và đi digital team, hai cái team VIP ở trực của Corin, nên là cái lượng kiến thức rất là khủng đúng không ạ, đầu tư có trọng điểm ạ. Đó, và học là phải như thế đúng không? Xác định làm tới cùng và làm thành công, cái số lượng doanh thu của chị Chi khá là ok, và vừa xong thì như là chị Chi có một sale affiliate đúng không ạ, chúc mừng chị Chi nha. Quan điểm là học làm được cho mình này, làm được cho người khác đúng không, và đào tạo được người khác đúng không, đấy là cái cốt lõi mình phải học như thế, chứ không phải đơn thuần là tôi vào trong này tôi học hướng dẫn chỉ bán cái tai nghe, bán cái cáp, bán cái cục sạc đúng không, bán hết bán gì đúng không, bán gì chẳng được, quan trọng là cái cách thức đó có thể làm được gì, ứng dụng được gì trong cuộc sống này này đúng không ạ, có thể làm được nhiều khác cái gì khác không đúng không ạ, đào tạo được người khác không, làm được dịch vụ hay không đúng không ạ, còn nhiều hơn là một là bán hàng. Đây là quan điểm của IT này đấy đúng không ạ, và đây là cái tư tưởng ở trong Fori luôn, sau này làm việc nó cứ như thế thôi, nó học rất là nhiều thứ. Còn ai muốn nói chuyện nữa ạ, và Thắng có chia sẻ không, Thắng ơi ấy ngồi đúng không?
Em là member kỳ cựu đúng không ạ? Và thời gian tới thì khả năng là gì? Thì một số anh em mình đúng không ạ, có cái kỹ năng tốt sẽ lên training từng cái module đúng không ạ? Như là chuyên về Shopee chẳng hạn, nói chuyên về marketplace chẳng hạn, nói chuyên về website chẳng hạn, đúng không ạ? 10 phút thì không, chắc là khá là lâu đúng không? Còn bạn nào nữa? Dino nói chuyện được không? Nói khoảng tầm 30 phút đúng không ạ? Chia sẻ nhanh thôi, cái này cũng khá là trễ rồi á, đúng không ạ? Nên là mình chia sẻ nhanh xem còn lại bạn nào mà có kỹ năng tốt đúng không ạ? Trong clip thì mình nói lên nhá. Chị Nguyễn bật mic được không? Bảo là quay lại đúng không? Quay lại như thế nào? Bật mic nói chuyện được không? Chia sẻ những cái kinh nghiệm mình làm ở trong Fori xem nào. Chị Nguyễn này. Tino nói chuyện được không? Mình chia sẻ vấn đề gì không này? Cho anh em nổi bật đúng không ạ? Có những cái kỹ năng rất là tốt. Mình sẽ mời lên chia sẻ cho anh em mình. Chào anh em nhé. À, 1 phút này, đến 10 phút. Ok, mình chia sẻ Bây giờ ngắn sẽ thôi rồi, để mình cũng cái dung này nó cũng khá dài rồi nên là để thời gian. wow. Ok, chị chia sẻ. Rồi thì kể rồi chắc chia sẻ ngắn cho anh em thôi, nói hoài cơ bản dung nào thắng lên thôi, tại vì cơ bản thu dung nào thắng theo dõi, đáng không phải theo dõi ngày một ngày hai đâu. Tôi theo dõi cái admin là 2 năm rồi, liên tục như này, tần suất mà tôi bỏ dung còn ít hơn tôi bỏ bữa ăn thật sự. Đó là cái điều mà mình phải đánh đổi đấy. Thật sự hồi 2 năm qua chưa bao giờ ngủ trước mà 12 giờ luôn, chỉ có nhiều bữa là say xỉn thôi, say xỉn do tiệc liên hoan cơ quan thì cái đó bất khả kháng thôi, còn lại mà đã làm việc và khi nào cũng 2 giờ sáng. Và bạn nào mà nhắn tin cho tôi 2 giờ sáng thì khi nào tôi cũng thấy nick của tôi đang sáng, và thực tế nick của tôi sáng 24 trên 24. Nhưng mà làm việc thì tầm 2 giờ sáng thôi. 2 giờ sáng là kịp kim. Có hôm nào mà sung quá thì mới làm nhiều. Và cái đó là cái đánh đổi. Thật sự mấy bữa nay đọc sách khá nhiều, có nhiều câu nói mình đắm về vấn đề cái ông gì mà Warren Buffett gì đó, tỷ phú rồi đó. Ông bảo nếu mà bạn mà không kiếm tiền là trong lúc không nghĩ đến việc kiếm tiền trong lúc đi đang ngủ thì bạn phải mất cả đời để kiếm tiền. Câu đó hơi bị hay, hôm nay là thấm được cái câu đó mà để nói đó. Do đó còn về cái vấn đề rob á, thì nãy chị Chi lại chia sẻ rất là nhiều thứ rồi, admin chia sẻ rất là nhiều thứ rồi, thì cũng không có muốn nói lại quá nhiều vấn đề rob. Rob cơ bản nó đơn giản lắm thật sự đó. Nếu nói thẳng thắn chia sẻ dung, tại vì nửa đêm không nói dối tôi khó ngủ lắm, bốc phét tôi khó ngủ lắm, thì nói thẳng thật luôn. Bình thường nhiều lúc nói chuyện anh em dung đó, có nhiều lúc mình cũng lâu lâu mình chém gió một chút cho nó vui, nhưng mà thực tế là trong cái thời điểm này thì nó không nên. Tại cơ bản đó, anh em theo dõi đến cái giờ này thì tôi biết những anh em này mới là những anh em mà thành công thật sự. 2 năm qua em admin dung rất là nhiều, và những cái người mà cách đây 2 năm trước cũng thức trong thời điểm này đó, thế ở đây thì chỉ còn tôi thôi, người Duy chứ không còn ai nữa. Hồi đó là rất là đông, nó tin rất là đông, nhưng khi nào cũng khoảng tầm là 30-40 người đó, mà toàn là người gọi là kinh khủng khiếp đấy. Thật sự những người đó là những người kinh khủng khiếp, tại vì học nhiều mà. Cơ bản trong thời gian tới muốn làm rock thì tập trung làm rock thôi, ngắt thì cơ bản admin đã nói rồi, một nghề cho chín còn hơn chín nghề làm ngắt thôi. Có nhiều bạn hỏi lan man nhiều vấn đề là ừ ngắt này ngắt kia, có những cái vấn đề mà thật sự là không muốn trả lời luôn, thật tâm. Có nhiều bạn inbox mà trả lời tôi không muốn trả lời luôn, chứ không phải là tôi muốn không giải thích, không thèm giải thích, tại vì tư duy lệch lạc quá, mình cũng khó điều khiển lắm. Đó, kiểu như câu hỏi là em bắt đầu từ đâu, xong rồi anh ơi Shopee có thể đặt được nhiều địa chỉ vận chuyển không, thì tôi hỏi để làm gì, thì để em đăng được nhiều sản phẩm lên trên nó và em biến cái Shopee của em thành một cái chợ gì vân vân đó. Đúng, tư duy nó vượt xa, tư duy của các bạn đang vượt xa kiến thức các bạn đang có. Và trong team của tôi rất là nhiều người như vậy, xưa giờ có nhiều đứa, có
có nhiều thằng cu á, nhất là những bạn trẻ thì thường có tư duy đó. Tư duy đó là mình sẽ có khả năng ôm trọn cả bầu trời. Và cái điều này thực tế nó tốn thời gian cực kỳ luôn. Tại vì cơ bản á, về bán tôi là một trong những người phụ trách chính của ngách phụ kiện điện thoại. Nhưng mà ngay cả bản thân tôi trong ngách phụ kiện điện thoại thì nó có khoảng tầm 30 mảng. Nhưng mà bản thân tôi chỉ bán được đúng 3 mảng. Và 2 năm qua tôi chỉ bán được đúng 3 mảng. Tôi cũng bán được tới mảng thứ 4 nữa cơ. Tới 3 năm mảng thường thì tôi nói cho các bạn là các bạn là có thêm nhiều thôi. Thế tôi không có bán nổi. Hồi xưa tôi bán đúng 3 loại. Một là cái tai iPhone 7. Hai là cái tai iPhone 6S. Sau này nó có thêm cái 6S Box rồi 6S Hồng Kông. Chứ hồi xưa nó chỉ có đúng một loại thôi. Cái ba là cái các sản. Đó. Ba đúng ba cả. Bán kinh khủng khiếp. Hồi đó bán là get it. Bán quá trình mà bán thì ngày chục đơn là đối với bọn tôi là bình thường. Hồi đó bán một kiện thoại. Ngày chục đơn mà bọn tôi đâu bán rẻ đâu. Duy là cái thằng mà nó bán siêu mắc. Hồi xưa tôi nhớ Duy là cái thằng bán siêu mắc. Nó bán một cọng cát và hồi đó cái giá nhập mà bọn tôi nhập về mà hồi xưa là bọn tôi làm gì có hình thức drop như này cho anh em làm. Hồi đó giả sử tôi muốn bán cát và tôi phải admin chuyển khoản cho admin 1 triệu, 2 triệu gì đó ôm một đống về. Đó hồi xưa bọn tôi bán như vậy á. Tại hồi xưa làm từ affiliate ra mà chứ không phải làm từ drop. Drop nó mới đây thôi. Nó mới năm ngoái thôi. Còn tôi đi cả 2 năm rồi. Và khi mà có hàng về thì mình phải nghĩ ra được cái cách mà bán. Không bán là tồn. Và chính vì cái lý do đó tại sao các bạn lại không có được cái tư duy, người ta gọi là tư duy doanh nghiệp đó. Các bạn biết câu chuyện McDonald's không? McDonald's, cái câu chuyện mà cái chuỗi gà rán hamburger đấy đó. Tại sao nó thành công? Nó thành công là do hồi trước khi mà nó phát triển đó, thì cơ bản hôm bữa tôi có coi một đoạn review về cái phim về McDonald's và tôi phải tìm được một phim đó và coi, và trong cái phim nó cực kỳ nhiều triết lý kinh doanh. Và một cái mà các bạn drop đang thiếu đó là các bạn chưa coi cái dự án drop này là dự án của mình đó. Tôi làm được đơn thì tôi thì thôi, còn không làm được thì thôi. Nhưng mà khi bạn đứng dưới cái tư duy doanh nghiệp, bạn không làm được bạn chết, đúng không? Tồn kho này, rồi tiền mặt bằng này, tiền thuê nhân viên, và ngay cả bản thân tôi đang gặp đây, tôi đang bị áp lực khoảng tầm 100 triệu đó. Giả sử mà không đẩy được từng đó, giả sử 100 triệu tiền hàng mà không đẩy được thì sao? Tôi tồn. Rồi một tháng tôi nuôi 2 nhân viên, 1 nhân viên cộng tác viên online, 1 nhân viên họp tại đây để làm content. Mỗi tháng trả từ 3 đến 4 triệu. Đúng không? Chào Chiến nha, lâu quá mới gặp chú ấy. Thì đó, thì rồi còn tiền văn phòng ở đây. Ở đây tuy là một cái, ở đây là tôi thuê làm một cái văn phòng nhỏ rồi ở trong hẻm thôi. Tại vì có chỗ để làm việc chứ. Tại tôi ở xa mà, tôi ở tít, tôi ở xa nhà lắm. Tôi cách nhà 400-500 cây thôi. Đúng là bị làm ở cơ quan, nhưng mà là cơ quan của tỉnh khác. Đó, phải thuê nhà để làm. Thuê nhà thì mới mình có thể đặt được những cái máy móc của mình. Đặt máy móc rồi lông cung rồi có chỗ cho nhân viên làm. Đó, cái câu chuyện drop không thành công không phải là các bạn không bán được đâu. Các bạn chưa muốn bán, thật sự các bạn chưa khai phá được cái khả năng của các bạn không? Đó, câu chuyện tại sao McDonald's thành công đó là do nó có cái mô hình gọi là mô hình nhượng quyền. Và tôi đang làm như vậy với admin. Đó, và sắp tới admin sẽ có một cái gọi mô hình nữa, đó là nhượng quyền nhưng mà dưới dạng ký quỹ. Đó, admin có khả năng là cho quay đầu đúng không? Đó, cái đó là một cái liên quan cao siêu hơn trong marketing thì chắc các bạn cũng nghe cho biết thôi. Còn là cái bản chất của nó rất là nhiều vấn đề. Và cái đó rất là hay đấy. Chỉ khi mà chúng ta trực tiếp chúng ta bỏ ra cái gì đó thì chúng ta mới biết cách để chúng ta làm. Đúng không? Các bạn làm dropshipping không đồng, nhiều người ở trên internet có một cái bài kinh doanh bằng vốn không đồng. Những cái bài đó tôi thấy nó hơi bị sai. Nếu đúng hơn, chỉ có một cái thuật ngữ đúng ở trên internet thôi mà dùng cái từ không đồng, đó là marketing không đồng chứ không phải là kinh doanh không đồng, đúng không? Tại vì bọn tôi kinh doanh chưa bao giờ không đồng mà. Chưa bao giờ, kể cả tôi không mất cái gì cả, đúng không? Nhưng mà vẫn phải mất tiền mua cái này cái kia. Các bạn kinh doanh làm gì không đồng? Các bạn chưa bao giờ kinh doanh không đồng hết, tôi hứa luôn. Các bạn đang ngồi cái Zoom này các bạn cũng phải tốn tiền mua cái điện thoại hoặc cái máy tính,
Và đó là gì? Đó là tài sản. Tài sản thì nó quy ra một tiền. Đó. Nên nhiều bạn mà cứ lên, hồi xưa tôi cũng có thói quen những bạn mà cách kiếm tiền bằng không đồng. Đó. Có rất là nhiều bài và toàn là sai bản chất không ạ. Hồi xưa mình đọc quá, hồi đó mình gà mờ mà. Năm 2014-2015 thời thương mại điện tử mới về, bắt đầu mới biết MMO là gì. Lên đọc thấy ủ thần thánh của thằng cha này lắm. Thật sự. Xong đến lúc mà mình học được nhiều thì mình thấy nó sai bản chất. Tại vì cái từ không đồng nó chỉ sử dụng, thực sự đó là marketing không đồng. Và Forex Center hầu hết đang sử dụng. Thật sự, đang sử dụng. Tại vì tôi không tốn tiền để chạy quảng cáo. Nghe bản thân tôi. Tại vì cái tôi có thế mạnh riêng mà, chứ không phải tôi cũng không có giỏi Shopee, Vino. Nhiều lúc, hoặc là Mr. Thái, nhiều lúc những cái vấn đề về Shopee tôi vẫn phải hỏi Vino hoặc là Mr. Thái. Tại vì tôi làm không có chuyên sâu về một cái. Và ở đây thì cũng hơi động chạm bạn Vino tí thì mình xin lỗi về cái Shopee nhé. Thì cơ bản thì bản thân tôi, cái tư tưởng của tôi nó theo việc min mà nên nó hơi thoáng một tí. Đó là tôi làm hết các kênh. Giả sử, tại vì tôi khi nào tôi cũng nghĩ đến một cái chiều hướng. Đó là tôi hay bị lo xa. Ừ, đến một lúc nào nó thương mại điện tử không phát triển nữa. Hoặc là thằng Facebook không phát triển nữa. Thằng Facebook nó đóng cửa. Tập đoàn Facebook nó phá sản đi chẳng hạn. Yahoo nó phá sản được mà. Nên mọi chuyện đều hoàn toàn có thể xảy ra. Đó, do đó mình sẽ dùng cái gì để mình quảng bá sản phẩm của mình. Đó, tôi mới làm website. Đó, đúng rồi, website như này chị Chi nói, cái rất hay về Vin nói đó. Cái đó khó, khó cực kỳ luôn đó. Website khó. Nhưng mà bây giờ tự nhiên em Vin là chỉ cho các bạn cái dễ kinh khủng. Hồi xưa chị tôi hơi bị dối luôn. Mà kệ đi. Bây giờ không mất tiền học, hồi xưa tôi mất tiền học mà. Giờ hồi xưa mất rất là nhiều tiền để học. Không phải là tiền. Tại vì cái khóa học đó chỉ có đâu đó 1 triệu thôi. Cái số đó nó cũng không quá lớn. Nhưng mất tiền ở đó là mua đâm này, mua group game này, tốn thời gian này, rồi landing page, rồi lung tung hết. Nó có nhiều cái lắm. Đó, website nó nhiều tiền mà. Đã đục đến website là bắt buộc phải mất tiền. Nhưng mà cái kênh đó là cái kênh mà tôi nghĩ đó là cái cốt lõi của hệ thống kênh marketing. Chứ không phải dropshipping là bán như Shopee đâu. Thật sự nó, đó, nên xin lỗi Dino trước. Đó, về vấn đề Shopee, tại vì dropshipping nó nhiều chỗ lắm. Shopee bán đâu phải là nhiều nhất đâu. Thằng Facebook mới là cái thằng bán nhiều nhất. Shopee mà chạy deal á, ủi căng lắm, ngày nghìn đơn đúng không? Các bạn thử đi mà xem mấy con bé livestream ngày vài nghìn đơn bình thường. Thật sự, chỉ có 3-4 tiếng thôi. Tại vì hồi xưa tôi có đi làm từ thiện ở bên Gia Lai. Tôi có quen một cái bà chị, đó là chuyên bán đồ si lớn nhất ở Gia Lai. Đó, bà bảo là bà nuôi một đội các em chân dài ngực bực 18 em. Mỗi em có một cái phòng riêng, thuê một cái chung cư bự mà. Mỗi em có một cái chỗ phòng riêng đó. Bà có khoảng 9 phòng. Thì mỗi lần live stream là khoảng 9 người. Đó là bà set up. Live stream, bà live stream rất là nhiều. Bà bán thời chuyên về thời trang là áo quần này, kính này. Rồi, nói chung là nhiều lắm. Tôi thấy đóng bao tải mà. Đó, và mỗi lần chốt đó là bắt đầu là thuê part time, thuê bọn sinh viên đó, tới để gói đơn cho. Chứ thật sự gói không nổi. Bà chia sẻ mà. Đó, mà thật sự đến lúc mà đụng đến hỏi bà đó, bà chả biết gì mà cái tin cả. Mình thấy nhiều lúc mà mình như vậy là không giàu. Tại vì người ta là những người thực tế. Đó, người ta là những người thực tế. Người ta không có bài bản gì hết. Người ta chỉ biết làm như thế này là ra tiền thôi. Và trong Forex nó cũng thế thôi. Forex toàn newbie đi lên. Mà tôi với admin hồi xưa là nghiên cứu từ cái thằng market play là gì. Tự nhiên thằng get it nó đang trên đà mà nó ít đơn một cái, tự nhiên tìm ra cái market play, xong tự nhiên thấy nhiều đơn quá. Thì trong quá trình tìm thì biết chỗ đó có đơn thì bán nhiều thành kinh nghiệm thì nó sẽ chuyển thể thành tốt, thành hóa học, thành cát tiêu đi, thành category, nhiều cái đúng không? Nó chuyển thể nhiều cái. Như cái quá Shopee thì phải làm nhiều mới biết mà. Không chuyên về gì nhưng mà tôi Shopee tôi vẫn có đơn nhá, đơn đều luôn đó. Và tôi biết cắt được Shopee có đơn ở đâu và tôi lý giải được tại sao Shopee nó có đơn, chỉ cần vậy thôi. Còn lại là kiểu như mà đấu thầu từ quá lung tung. Thật sự là bây giờ tôi chỉ mới chạy thử khoảng tầm, mới đấu thầu khoảng tầm 5-6 lần thôi. Nên nhiều bạn hỏi tôi đấu thầu từ khóa thì tôi chỉ có chỉ cho các bạn được phân tích insight từ khóa thôi. Tại vì hồi xưa tôi có học
chạy ad Facebook thì tôi biết được. Tại vì chạy ad Facebook nó khó lắm á, Shopee chạy ad à, thật sự nói không phải đụng chạm em Shopee chứ chạy ad Facebook mới gọi là khó, khó kinh khủng khiếp. Nó từ insight tới vị trí ứng dụng và cái insight á, nhiều lúc á, các bạn lấy một cái bảng ra các bạn ngồi phân tích tổ hợp được cơ. Nói chung làm chạy quảng cáo là phải giỏi toán, hứa luôn, phải giỏi toán, phải giỏi kiến thức xã hội thì mới chạy được. Chứ nó không có một cái công thức nào cả. Thật sự, nhiều cái công cụ mà trên Internet nó tìm từ khóa, nó chỉ là cái mức độ tương đối thôi. Ví dụ như tôi học SEO này, tôi chưa bao giờ tôi nghiên cứu một cái từ khóa nào hết. Là nó có công cụ, nó có keyword.io gì đó. Tôi biết nhiều công cụ, tôi biết tất cả những cái công cụ mà để một thằng SEO làm được. Đó, SEO on page, ngay cả đến bây giờ tôi còn chả biết. Bây giờ tôi phải nghe nhất giải anh lý giải anh, nhưng mà tôi chỉ cần biết làm như vậy là cái bài của mình sẽ lên top, và thực tế bài của tôi lên top rất là nhiều. Và ngay cả bản thân tôi bây giờ muốn SEO cái gì lên được, trừ những từ khóa mà nó mang tính đại trà và phổ thông, ví dụ như dropshipping không thể SEO. Bây giờ khả năng thì ở Việt Nam không thằng nào SEO được dropshipping cả, tại từ khóa đó nó chiếm gọi là từ trang 1 đến trang mấy nghìn, trang cả nghìn rồi. Thật sự điều đó nếu tại chưa xem thôi, thì do đó là mình không thể sell được mấy từ khóa. Hồi xưa có một cái lần mà có một cuộc đụng độ giữa một seller lý thuyết và tôi, bảo là chỉ lý thuyết, bảo tôi chả cần mẹ gì lý thuyết cả, bây giờ ông có bài sell nào lên để tôi xem tôi phân tích cho. Đâu có bài nào, chỉ biết lý thuyết không biết thực hành. Và khi mà bạn biết được nhiều cái nhưng bạn có chỉ nhưng tôi chưa làm, thì những cái vé trước nó không có nghĩa lý gì cả. Do đó chúng ta bắt tay làm thôi. Tôi biết có rất nhiều bạn đang quan trên đà quan sát ở trong cái Zoom này. Đó, đặc biệt ở trong đây có, chắc chắn là có bạn Hoàng Nam thôi. Tôi biết. Đó, nói ra tôi chơi cho biết thôi. Tại Hoàng Nam một người rất là em học hỏi đấy. Nhưng mà chưa hiểu lý do tại sao mà chưa bán. Thì chắc là cũng đang tìm cái phù hợp và một lời khuyên cho những bạn như bạn Hoàng Nam và những bạn khác đó. Thì hãy nên tìm ra được cái ngắt mục tiêu của mình, cân mục tiêu của mình và mục tiêu của mình. Đó, ngắt mục tiêu, cân mục tiêu và mục tiêu của mình. Đó là bán sản phẩm gì, bán cân nào chủ đề và bán để làm gì. Đó, nếu chúng ta chỉ là một tay mơ, chúng ta mua bán để kiếm tiền cà phê, ok. Một ngày chúng ta chỉ cần vô 15 phút có đơn thì có tiền cà phê, còn không có đơn thì rót nước lọc ở nhà tự uống. Ok chưa? Còn nếu mà chúng ta đang khó khăn trong tài chính, hãy khó khăn hơn nữa. Đó là đi từ con số âm. Để làm gì? Để học thêm kiến thức. Để biến cái khó khăn đó là thành cái hiện thực. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta đang khó khăn. Đúng không? Thật sự mà những bạn chia sẻ với tôi khó khăn trong tài chính trong một khoảng thời gian thì rất là khó để xoay. Tôi rất là khó. Thật sự ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng đang đi vay nợ. Tôi đi từ con số âm chứ không phải con số 0. Đó, vay để làm. Chứ ai cho mà làm. Bây giờ ông Quyết cho tôi 10 triệu để tôi làm không? Cho tôi cũng chả dám nhận. Cho ông Quyết 10 triệu là ông phải bào tôi cái gì đó. Ít nhất là vậy. Đó là ông phải làm cho tôi cái website này này, support như này, này, dùng cho tôi mấy buổi trả hạn như vậy. Tại vì đời trả ai cho không ai cái gì. Và những buổi chia sẻ như thế này đúng không? Admin nói rồi đó, phải có cái giá trị đánh đổi. Và nếu mà các bạn biết được gọi là tư duy chuyển đổi lợi nhuận, thì các bạn biết được là mỗi cái kiến thức mà admin nói nó đều có cái lợi nhuận nhất định. Kể cả trong cái buổi Zoom này tôi Zoom cho các bạn thì tôi cũng có giá trị. Đó là tôi cho các bạn biết bản thân tôi là ai. Và ở trong đây giới thiệu luôn tôi là Nguyễn Thắng và là MOD của Forex Center, gọi là MOD đấy. Và là một là phụ trách chính trong ngách phụ kiện điện thoại. Và đây là một ngách chiến lược và được đánh giá là triệu đô. Đó, đó là một vấn đề là tôi đã tạo ra được cái giá trị rồi đó. Chưa cần phải bán hàng nhé. Còn nếu mà bán hàng thì nó còn đơn giản hơn. Những vấn đề là mới khó chứ. Bán hàng, đúng, chọn được sản phẩm, viết lên những cái cân đó, cứ để ngày qua ngày. Hoặc nếu mà muốn ra nhanh thì tìm những cái cân mà dễ ra chuyển đổi á. Những cân nào ra chuyển đổi là những cái cân mà nó có giao dịch mà dễ dàng, mà không bị kiểm duyệt cách chặt chẽ lắm. Ví dụ như chỗ tốt nè, không kiểm duyệt chặt chẽ đúng không? Bạn nhắn tin cho bạn bè của bạn, bạn chào hàng này, ai kiểm tra? Ông Quyết kiểm tra được không? Thằng Facebook kiểm tra được không? Đó, giả sử như tôi với ông Quyết là bạn đi. Tôi nhắn tin, tôi đang có một cái PC, đó, tôi có build PC,
nói từ ngày này qua ngày nọ, hôm bữa bill 2 cây xong đó, đúng không? Hôm bữa bill 2 cây đó là vấn đề chốt sale của bạn bè, đăng lên Facebook đúng không, tự nhiên bạn bè nó thấy nó like một cái thôi mình là biết nó tương tác với cái bài đó rồi, chạy vô inbox hỏi thăm nó dạo này như thế nào, ừ dạo này tao được kinh doanh cái này đó, vài bữa mày ủng hộ tao. Đó là tút 10. Cái tút này là bọn sinh viên ở ngoài Hà Nội nó sử dụng. Tút 100 chứ. Đó là hãy nhắn tin cho 100 người bạn. Đó là cái tút mà bọn sinh cộng đồng sinh viên ở ngoài Hà Nội bọn nó sử dụng đó. Dân Hà Nội rất là giỏi, cộng đồng ngoài Bắc cực kỳ giỏi hơn ở trong Nam mình. Tại vì tôi từng tiếp xúc rất là nhiều bro ngoài đó. Đó rất là giỏi, từ sinh viên nó là nghĩ ra cái tút đó, mà ngay cả bản thân tôi chỉ nghĩ được cái tút 10 để làm affiliate thôi. Thì nó đã nghĩ tới được cái tút 100 về bán sản phẩm rồi. Đó là hãy nhắn tin cho 100 người bạn của mình. Trả lẽ mình không cả đời đến nay là năm hai mấy, ba mấy tuổi không quen được 100 người bạn. Đó, từ 100 người này nó kiểu như là một cái mô hình đa cấp. Đúng không? Bán hàng như đa cấp. Ừ, thằng này nó không mua, nó giới thiệu cho thằng khác. Ừ, thằng em của ta nó đang bán hàng, thằng khác nó cũng biết tới mình. Và dần dần mình tạo được cái thương hiệu cá nhân. Và nhiều khi chả cần marketplace, chả cần Shopee, chả cần chạy quảng cáo gì các bạn. Bán trên Facebook cá nhân và các bạn tự tạo một cái Facebook cá nhân, cái thương hiệu cá nhân trên Facebook đó, đủ giàu. Tin không? Có người làm rồi tôi mới nói điều đó chứ không phải đó là điều không. Thực tế, có nhiều người bán hàng chỉ có trên Facebook cá nhân thôi, livestream trên Facebook cá nhân. Họ không biết bán Shopee, họ không biết website là gì, họ không biết fanpage, không biết group, không biết chợ tốt, không biết marketplace. Họ vẫn bán được hàng. Thậm chí có những người mà họ chỉ bán off thôi, họ còn chả biết xài online, họ vẫn bán được. Ai? Mẹ tôi ở nhà đây. Mẹ tôi làm gì biết bán Facebook. Nhưng mẹ tôi có một cái tiệm tạp hóa. Và mẹ tôi có một cái sản phẩm chiến lược, đó là rượu. Mẹ tôi nấu 30 năm và nó đã tạo thành một cái thương hiệu rượu Quang Sơn. Đó là tên của ba mẹ tôi. Thì tất cả những cái người mà trong cái khu vực làng và huyện của tôi đều đến nhà tôi mua rượu. Nhiều lúc mình không biết họ là ai, qua lời giới thiệu. Đó là tút 100 đối với cái mô hình mòn. Hiểu vấn đề chứ? Các bạn hình dung được cái việc bán hàng nó đơn giản, chứ đừng có nghĩ là ừ nó khó khăn như thế này. Nó phải đấu thầu, phải xéo xiết gì. Hãy nghĩ từ những cái đơn giản nhất. Nhưng mà thực tế là vậy mà. Bán off với bán on. Tại vì cơ bản tôi may mắn hơn các bạn là tôi xuất thân từ một cái gia đình gọi là chợ búa đi. Ở nhà tôi là hồi xưa bán ngoài chợ. Không bán tạp hóa, bán rau, bán thịt, xong rồi mở quán trà sữa. Nói chung là cũng được tiếp xúc kinh doanh từ nhỏ nên được cái tư duy nó thoáng như vậy. Đó, nhiều lúc tôi hay hỏi, hồi xưa hồi nhỏ tôi hay hỏi mẹ tôi một câu á. Ừ mẹ ơi, mẹ nhập nhiều vậy lỡ bán không, nó hết hàng thì sao? Hết hàng thì thôi chứ sao? Mà mày không nhập lỡ không có, mày mà không nhập hàng về mày lấy gì mày bán? Bán hàng mà phải chịu rủi ro chứ, giả sử hàng mà hết hàng thì thôi. Chỗ nào cho đủ trả rồi đủ trả, còn không thì thôi, cơ bản bán đó cũng đủ lời thôi. Thực tế hồi xưa bán là bán tạp hóa, có rất là nhiều sản phẩm hay hết hàng. Hồi đó các bạn biết cái bán bông lam không? Nó chỉ có hạn sử dụng 7 ngày thôi. Và bán hết 7 ngày nó sẽ lên mốc. Đó. Mà trong vòng 7 ngày nó không bán được thì hồi xưa nó bị gọi là nó không cho đổi. Nhưng mà từ lúc mà không cho đổi thì nhiều người người ta không sử dụng cái sản phẩm đó nữa. Người ta không có nhập bán cái sản phẩm đó nữa. Nên mấy cái thằng mà làm bán bông lan nó phải có một chính sách, đó là cho quay đầu. Quay đầu là sao? Cho đổi lại cái sản phẩm mốc, lấy một sản phẩm mới và cắt thêm một số phần trăm giá. Ví dụ là cái bánh của tôi là, giả sử tôi có mì tôm lên đúng không? Là hết hàng đúng không? Tôi mua gói giá 10.000. Mà khi tôi đổi lại thì tôi chỉ được lấy lại 8.000 thôi. 20% đó là cái thí hao tổn. Đó là mô hình mà gọi là nhượng quyền mà cho gọi là ký gửi quay đầu. Cái đó, cái từ đó tôi tự nghĩ ra thôi. Đó kiểu như cho quay đầu là vậy. Và sắp tới này trong ngắt phụ kiện là tôi cho các bạn làm điều đó. Nếu mà ai làm ngắt phụ kiện tôi đảm bảo. Đó, đang review bản thân đó. Thì cơ bản bán hàng cực kỳ dễ. Từ cái góc nhìn đơn giản thì chúng ta sẽ biết được cách bán hàng nó rất đơn giản. Nhiều lúc các bạn cứ thần tượng hóa bản thân tôi hoặc admin. Tôi cũng là người thôi, còn tôi cũng đâu phải là siêu nhân gì đâu. Dạy chỉ cho các bạn bán ở đâu thì chúng tôi cũng bán đi như vậy thôi. Cái mà chúng tôi hơn bạn đó là chúng tôi có tính thực tế. Và chúng tôi làm, chịu làm. Các bạn là chịu làm.
Nếu mà không chịu làm thì trời cứu, đúng không? Nếu mà biết mà cứ ăn đêm hoài mà mập đó, mà chúng ta vẫn ăn thì trời cứu. Chứ đừng có nói là cái phương pháp giảm cân gì. Hoặc là nếu mà không học thì trượt đại học thì chúng ta không chịu học thì có trời cứu, nó vô copy hay su 50-50, chưa kể còn bị đuổi. Đó, do đó mà bán hàng là gì? Bán hàng là tự tạo ra được cái giá trị cho mình và tạo ra được cái giá trị cho cộng đồng. Sống trên đời nhiều lúc mà nhiều người bảo Forex Center lừa đảo, đùa gà. Đó, tôi không chấp các bạn nói. Mình gọi là một tấm chiếu. Nhưng mà còn những cái tôi để ý á, chỉ có những cái người gọi là kiến thức mà gọi là chưa có sâu rộng, chưa có một cái nhìn nhận khách quan cuộc sống mới nói ra câu đó. Kể cả những bot, tôi biết là trong đây có khả năng là có bot từ những cái team khác, cô học lõm hay là spy, không bao giờ người ta nói, tại vì người ta biết được là cái giá trị ở trong này nó như thế nào và người ta muốn bắt trước thôi, chứ người ta không muốn phá thì người ta sẽ sử dụng đích cơ lo sợ nhiều lúc ghét. Tôi biết điều đó rồi. Chia sẻ hôm nay tâm sự của cuộc đời khá nhiều, thì bán hàng mình có như vậy thôi á. Sản phẩm, mục tiêu, cân mục tiêu, đó, chốt lại cân mục tiêu rồi cái mục tiêu sắp tới là gì, chỉ cần xác định như vậy rồi bán cân nào chả được. Cứ xác định, giả sử bán Shopee là phải xây dựng, bán Facebook là phải mua nứt, bán chợ tốt là phải mua thêm sim điện thoại, bán trên Facebook cá nhân là phải kết bạn thật nhiều, giao lưu thật nhiều, đăng status thật nhiều, đó, kiểu như vậy thôi. Còn bán off thì đi chào hàng, telesell off, ok chưa, đơn giản như vậy thôi, chứ nó có khó khăn gì đâu. Chứ các bạn mà xa chín được là chết rồi. Giả sử các bạn bán vào trên Shopee mà các bạn lại sử dụng cái chiến lược của Facebook thì nó khá là sai, đúng không? Giả sử như vậy, hoặc là bán trên Facebook mà sử dụng cái chiến lược của Shopee, nó sử dụng cái phân tích từ khóa của Shopee mình để chạy ad cho thằng Facebook, chết ngay, chết tiền. Tại vì cái thuật toán của Shopee đơn giản hơn Facebook rất là nhiều, cái thuật toán mà về ad ấy, đơn giản hơn Facebook rất nhiều. Facebook có nhiều lúc mà cái nhà phát triển người ta không biết được những cái thuật toán nó luôn, mà chỉ có những thằng mà agency mà chạy quảng cáo nhiều nó mới nhận ra được cái đó, và cái đó là lựa chọn kiểu như là tốt đấy. Và Việt Nam là một trong những cái nơi mà bọn nước ngoài rất là sợ, đó là bùm, đó là tút bùm ân hàng, rồi sợ cam, rồi spam. Mỗi lần mà giả sử có dự án mà tuyển rep ở Việt Nam thì thôi luôn. Việt Nam tự nhiên ngày đó cái con số mà nó lập Gmail hay lập tài khoản gì mà tăng kinh khủng khiếp. Nước ngoài nó không có vậy đâu. Thực tế nước ngoài nó không có vậy đâu. Tại vì các bạn mà làm kinh doanh, tôi thì ít đọc báo ở trong nước, nhưng tôi hay đọc báo ở nước ngoài, đọc mấy cái báo kinh doanh ở nước ngoài, những cái forum của nước ngoài. Cần gì phải biết tiếng Anh, Google Translate đấy, dịch câu được câu mất thì mình nhìn vô thì mình sẽ hiểu được một số vấn đề đó, đúng không? Tại vì đâu phải dịch, tại Google dịch thì nó không chính xác 100%, nhưng mà mình chỉ cần nhìn vô nội dung với một cái góc nhìn marketing của mình, đó, góc nhìn mà kinh doanh của mình thì mình sẽ hiểu được cái vấn đề thôi. Thôi giờ qua ngày mới rồi thì chắc là để đi chốt lại vấn đề đó. Còn các bạn mà muốn làm trong cái thời gian mà làm thì có thể inbox trực tiếp cho Thắng. Ai mà muốn làm các phụ kiện với Thắng thì Thắng có một cái nhóm mà chuyên support đấy, cái nhóm mà chuyên gọi là có ở trong cái nhóm phụ kiện đấy. Ở trong này thì tổng hợp rất nhiều nhóm trong phụ kiện thì các bạn, ở trong tôi có một nhóm, có một team support chứ không phải nhóm support, team support với cái sản phẩm phụ kiện. Các bạn có câu hỏi cứ mà lên trên đó, một là sẽ có mod của support cho các bạn, hai là admin, ba là tôi, bốn là đội ngũ của tôi, tuyệt vời chưa? Đó, offer cực kỳ đỉnh luôn. Chẳng qua các bạn chả chịu hỏi thôi, không hỏi thì làm sao biết các bạn ngứa chỗ nào mà cãi. Rồi ok nhá, thế nhá, chào mọi người nhá. Wow, ok, xin chào tất cả các bạn nhá. Chắc khả năng là buổi dung của chúng ta ngay để kết thúc. Và hôm nay rất là nhiều vấn đề đúng không? Quá nhiều kiến thức đúng không? Quá nhiều cái vấn đề chia sẻ đúng không? Thắng chia sẻ khá là nhiệt tình đúng không? Và chia sẻ, cảm ơn chia sẻ của chị Chi đúng không? Cảm ơn chia sẻ của người Thắng. À, một trong những member rất là tốt ở trong Forex, và nó cũng là bức tranh đúng không ạ, cơ bản nhìn góc độ của Forex cho anh em mình như bài đúng không ạ. Và trong cái buổi chung này thì sẽ có ghi lại đúng không ạ, nên ra là chúc anh em mình có những cái kiến thức hay là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúc mọi người thành công trong cái quá trình làm dropship cũng như là kinh doanh online hoặc là trong cái cuộc sống của mình đúng không ạ, và đồng hành cùng Forex lâu dài bền và
vượt qua những cái thử thách đúng không ạ, trong cái cuộc sống cũng như là trong cái quá trình kinh doanh. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái Zoom đúng không ạ, và bây giờ khá là trễ rồi đúng không ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.